cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Nghệ An đâu rồi? Em có gọi muốn nói chương trình ấy. Rồi. Em hỏi chương trình, em quen cái cô này là người yêu cũ hồi trước á, được yêu nhau được 5 năm thôi. Rồi. Em có gia đình rồi nhưng mà giờ cô đi đi chồng. Rồi. Thì trong lúc cô này tình cảm nó rất là sâu nặng thì rồi. Em xin chuyên gia cho một lời khuyên ạ. Thế bây giờ là tóm lại là cái người yêu cũ cách đây 5 năm đúng không? Vâng. Cả hai thì đã chia tay nhau và lấy chồng lấy vợ, mỗi người đều lấy chồng lấy vợ rồi. Thì bạn đang có vợ sống yên ổn rồi, cô ta thì đã ly dị chồng đúng không? Vâng. Tức là 5 năm sau khi cô ta bỏ chồng là có quan hệ với bạn, mặc dù bạn đang có vợ rồi thì vẫn giữ mối quan hệ với cái cô người yêu cũ ý. Vâng. Và bây giờ thì cô ta quyết là thôi cô ta đi lấy chồng hai chứ không đợi chờ gì bạn nữa. Và bạn cảm thấy là tiếc nuối đúng không? Bởi vì đang có một người vợ và một người tình. Thế thì đùng một cái thì người tình bỏ đi thì đâm ra là còn mỗi vợ, đúng không? Thế bây giờ là muốn là cô ta đừng lấy chồng hai nữa và cứ duy trì cái mối quan hệ với bạn thôi đúng không? Đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào em. Chào anh, xin chào. Mình lớn tuổi chưa em? Năm năm nay gần 50 rồi. Ôi giời chết thế hả? Xin lỗi. Bởi vì nghe giọng nó như sinh năm tám mấy ấy. Ồ, thế các cháu nhà mình lớn chưa? Thì cảm ơn chương trình em được hai chú gái ra một chú cái. Ồ. Chú gái thì năm nay học đại học thì năm thứ ba rồi. Úi giời ơi. Này, nhưng mà nhá, cứ nói thật nhá. Chương trình phát sóng lên đài quốc gia. Có sợ các con nó nghe thấy không? Không có biết ai đâu nghe. À ừ. Ừ, tư vấn trong cái gì nữa, chúng nó cãi bảo có ai đấy nghe giọng như giọng bố mình cãi đúng, mình bảo không phải đúng không? Ừ, thôi hỏi thế để biết. Ờ, thế cuộc sống vợ chồng thì đây đang nói là vợ chồng mình ấy, của mình ấy thì yên ổn chứ hả? Ừ, ông xã bà xã cũng được hả? Ừ. Anh hiểu câu chuyện rồi, mình thì có gia đình riêng, vợ cũng không đến nỗi gì, ba đứa con có trai có gái cũng đã học đại học rồi. Tuy nhiên thì cái cô kia, cô người yêu cũ, cô lại bỏ chồng, cô lại quay lại, thì lúc cô đang thiếu thốn tình cảm cô quay lại với mình và hai người đã cứ gọi là thẳng tên của nó ra là cặp bồ với nhau trong 5 năm đúng không? Thế thì trong 5 năm là mình vừa có gia đình, mình lại vừa có bạn gái. Thì tất nhiên nó cũng có thể cũng thấy nó thú vị một tí đúng không? Mình con cái riêng tư. Thế và mình thì trong cái quá trình 5 năm ấy có bao giờ thề hứa rằng là mình có nói gì chuyện là mình sẽ lấy cô hay là làm gì đấy không? Không, mình thì tức là cô nó giới thiệu có tình cảm thì mình cũng bù đắp một thời gian rồi, được mới tình đầu thôi. Rồi đấy, coi như là cô cũng không phải là kỳ vọng hay trông đợi gì, mà chỉ biết rằng lúc này thì em đang cô đơn thiếu thốn thì anh cũng còn dư một ít tình cảm thì anh cũng gọi là hỗ trợ đúng không? Thế rồi chứ dạ. Không biết rằng cái mối tình này nó cũng không thể bền vững bởi vì mình không mang lại cho người ta được một cái tương lai. Thế thì sớm muộn nó cũng sẽ đến cái ngày này, sớm muộn nó cũng sẽ đến cái ngày này. Mà thật ra nói thật chứ được 5 năm mà là quá kinh rồi đấy. Thường thường cặp bồ mà lại mà 5 năm mà rồi không bỏ nhau, xong 5 năm mà vợ không phát hiện được thì nói là nhiều người còn chủ động là thôi cắt đứt rút lui để cho nó đỡ, vì bởi vì để lâu mà nó hay lộ lắm. Đúng rồi. Ừ, thế trường hợp của mình là đôi bên rất là kín đáo giữ được, rồi bà vợ cũng có thể là người ta cũng rất tin tưởng mình, con cái mình về nhà mình vẫn giữ được đúng cái tác phong của người chồng người cha, thành ra không có nghi ngờ, người ta không có theo dõi nên không phát hiện được. Chứ còn cái tình cũ mà cô người yêu đời cũ mà là cặp lại với nhau 5 năm mà không biết được, không phát hiện được thì phải nói là giỏi ở đây là khen ở trong nháy nháy thôi nhé, không có nghĩa là các bạn nghe đài cũng thấy đây là giỏi xong rồi chúng ta học tập thì chết. Tôi đang nói là như thế. Biết là mình hụt hẫng một tí nhưng mà mình xác định là đến ngày đến tháng nó phải thế, cũng giống như trong người nó có một cái khối u mà cứ nấn ná cứ gọi coi như là thôi cứ uống thuốc uống thiếc nghĩ rằng nó sẽ teo đi, nhưng mà không, nó không teo rồi cũng sẽ có ngày phải phẫu thuật, cũng sẽ ngày phải mổ thôi. Thế thì thôi đành lòng, mình không nuôi được người ta, chẳng giữ được người ta thì đúng phải rồi. buông cho người ta đi lo cuộc sống của người ta. Đúng. Nhưng mà có lưu ý thế này này nhá, thôi nhá, không tham nữa, 5 năm là quá đủ, bởi vì nếu tới đây cô có thể cô đi lấy chồng
chồng cô lại già, chồng cô lại hơi yếu, chồng cô lại hơi bạo lực, lại hơi xấu chẳng hạn. Cô lại có thể ngon ve cô, tình cũ 60 tuổi. À đúng, lại lấy cái ông 60 nữa. Thế rồi cô lại ngon ve, cô lại nối lại, rồi mình lại bù đắp. Thì lần thứ hai là nó không may mắn như lần thứ nhất đâu. Cho nên lúc này mà sau này mà cho nên thôi nhá. Có gì thì mình cứ vun đắp cho cô ấy, động viên cô ấy là thôi thì cái hoàn cảnh của em như thế thì lấy cái ông 60 nhưng ông ấy thương yêu mình cũng là rất là tốt rồi. Anh thì rất là xin lỗi vì trước đây đã chả lấy được em, xong rồi suốt 5 năm rồi cũng chẳng có trông đợi là mang lại cho em được điều gì cả. Thôi thì có lẽ chúng ta có nợ nhưng không có duyên. Người ta bảo có duyên nhưng không nợ, trong trường hợp mình là chắc là có nợ, nó cứ tìm đến nhau để trả nợ mà. Nhưng mà nó không có duyên cho nên là sẽ không đi với nhau được cùng đường, thì như thế thì tốt hơn. Bởi vì mình phải nhớ rằng cái mà mình đang có trong tay hiện nay rất là lớn đấy, một gia đình, một bà vợ, những đứa con sắp là lên đứa lớn mà học đại học, là con trai em gái, con gái đấy, vớ vẩn học xong đại học là cháu lấy chồng, là mình ông ngoại đến nơi rồi. Cái thứ mà mình có nó rất là quan trọng, còn những cái kia nó như là cái tạm gọi là thôi mình cứ tạm gọi là ăn vụng đi, ăn vụng một thời gian dài như thế là cũng được lắm rồi nhá. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia toán học Đinh Toàn, xin chào bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Alo, Bình Dương đâu ạ? Dạ em. Vâng, câu hỏi của bạn là gì? À, cho em hỏi bác sĩ là tại sao hai chồng quan hệ mà chồng em mới có đút vô chừng chút hay chút là cái ảnh ra rồi. Thì à, một chút hai chút là mấy chút, đếm được mấy chút? Chừng xí thôi à, chứ chưa được phút nữa. Chưa được phút à? Thế là năm nay hai vợ chồng bao nhiêu tuổi? Dạ, chồng em 44. Thế à? Dạ. Thế còn bạn? Dạ, em 34. 44 và 34, thế là hai vợ chồng có mấy cháu rồi? Dạ, mới con đứa. Thế à, lấy nhau lâu chưa? Nay cũng mười mấy năm. Thế là mười mấy năm, ông ấy cứ một phút là ông xong là nhiệm vụ à? Hay là gần đây mới thế? Mới gần đây thôi. À, vài năm nay. Vài năm nay, tức là chỉ có chưa được một phút đã xong xuôi rồi. Dạ. Thế có bao giờ bảo chồng đi khám khiếc ở đâu chưa? À, lúc trước chồng em có bị sỏi thận. À, có bị sỏi thận. Dạ, rồi. Nay hết rồi. Hết rồi. Thế là còn bệnh gì nữa không? Ngoài tiểu đường. Tiểu đường. Mỡ trong máu. Mỡ trong máu, tiểu đường có phải uống thuốc không? Dạ có. À, thế là uống thuốc hàng ngày đấy à? Dạ. Rồi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem là lý do tại sao ông làm nhiệm vụ nhanh chóng đến mức như thế nhá. Dạ. Chị chào em. Dạ. Cả nhà ổn không em? Bình Dương cũng đang nóng nhỉ? Cả nhà ổn không em? Dạ ổn. Tình hình dịch bệnh có căng thẳng ở khu nhà mình ở không? Mấy chỗ khác thì phong tỏa, còn chỗ em vùng xanh. À thế hả? Thế thì cũng chúc mừng mình nhé. Bình Dương là cũng gần thành phố Hồ Chí Minh mà cũng rất là nóng, cho nên là chúng tôi nghe thấy Bình Dương là chúng tôi bao giờ cũng rất là chú ý. Chồng mình bị tiểu đường và đang điều trị bao nhiêu năm nay rồi em? Dạ, chồng ông mới mấy tháng nay. À thế à? Thế còn cái chuyện mà cứ được một hai cái lại xuất tinh rồi ấy, thì nó cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ, có độ từ 2 năm nay. À, 2 năm nay. Tức là trước khi anh ấy phát hiện tiểu đường và có điều trị thì cũng đã có cái chuyện như thế rồi đúng không? Dạ. Ngoài ra thì chồng còn có cái gì nữa không? Chỉ sỏi thận này, tiểu đường này, rồi mỡ máu, có huyết áp không? Huyết áp có tăng không? À thế à? Có bị các cái bệnh khác, ví dụ có bị gút hay là gì nữa không? Dạ không, mấy cái đó không có. Chồng em có nghiện gì không em? Không có bị gì hết. Không hút thuốc, không uống rượu luôn. À không hút thuốc lá mà cũng không uống rượu đúng không? Dạ. Hiện nay tiểu đường thì điều trị bằng thuốc hay bằng thuốc uống hay tiêm? Dạ thuốc tây. Nhưng mà là phải uống thôi hay là tiêm ý? Dạ uống không ạ. À thế hả? Đúng mà như em, nếu mà đúng mà quan hệ tình dục như em nói thì nhiều khả năng tôi cũng nghĩ là chồng bạn có thể là bị xuất tinh sớm. Bởi vì là sau khi mà có quan hệ tình dục mà mới chỉ có được dập được 1-2 lần mà đã xuất tinh ra ngay. Thế và cái tình trạng đấy nó cũng kéo dài, đời sống tình dục thì ổn định đúng không? Các bạn cũng không phải đi xa, cũng không phải là lâu lâu mới quan hệ một lần. Dạ lâu lâu mới quan hệ.
Lâu nhưng mà tức là chồng bạn ở nhà cùng với bạn ấy chứ không phải là anh ấy đi làm ở đâu xa mà lâu anh mới về một lần ấy. Thế rồi thì lại thêm một cái nữa là cái đời sống tình dục nó không thỏa mãn như vậy thì nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống của mình. Nhìn chung là cũng tương đối đủ điều kiện về lâm sàng để chẩn đoán là xuất tinh sớm ở chồng bạn. Thế nhưng mà cái xuất tinh sớm này thì có lẽ là nó lại xuất hiện trước với cả bệnh tiểu đường đúng không? Thông thường thì ở những cái người mà bị tiểu đường hoặc là tăng huyết áp hoặc là những mắc những cái bệnh về rối loạn chuyển hóa, thế và người ta phải sử dụng một số các cái thuốc thì có những cái thuốc nó có những cái tác dụng phụ và nó làm cũng làm ảnh hưởng tới cái cương dương hoặc là nó cũng gây ra những cái rối loạn cương dương ở những cái bệnh nhân mà phải điều trị những cái bệnh đó. Thế thì bây giờ như thế này có lẽ là thôi cũng đành bây giờ đành phải chờ cho nó tạm ổn cái tình hình dịch đi nhỉ. Xong rồi em với cả chồng em sẽ phải lên thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta sẽ đến khám ở chỗ bệnh viện Bình Dân. Nó có cái khoa Nam học. Bệnh viện Bình Dân hay là bệnh viện 115 gì đó ở trong đấy thì em hỏi kỹ lại xem nhé. Bệnh viện Bình Dân là bên chuyên về thận mà bác sĩ. Nó có cái khoa gọi là khoa Nam học ấy. Khoa Nam học. Em tìm hiểu kỹ thêm một chút về cái mấy cái bệnh viện đa khoa lớn của thành phố Hồ Chí Minh ấy. Đấy. Yeah. Thế và nó có cái khoa Nam học thì em sẽ đưa chồng em đến đấy khám nhá. Đấy, thì để tìm xem là cái bệnh xuất tinh sớm rồi là tiểu đường này nó có liên hệ với nhau như thế nào. Đấy, và dựa trên những cái đó thì bác sĩ người ta sẽ có những cái người ta sẽ điều trị cho chồng em cũng như là cân nhắc sử dụng các cái loại thuốc tiểu đường để cho cái tình trạng của chồng nó sẽ tốt hơn lên nhá. Nhất là bây giờ chồng mới có 44 tuổi thì cái đời sống tình dục nó cũng còn kéo rất là dài. Thế và nếu như thế này thì thực sự nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng của cuộc sống của em đúng không? Nhá. Hiện nay có nhiều các cái loại thuốc để có thể hỗ trợ được. Thế tuy nhiên thì mình phải đến đấy khám để tìm nguyên nhân xem là vì sao mà bị xuất tinh sớm, xem nó có phải là nguyên nhân của cơ quan sinh dục hay là nguyên nhân của các cái cơ quan khác ngoài cơ quan sinh dục nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới cái hoạt động của cơ quan sinh dục. Rồi tìm xem là những cái nguyên nhân đó có nguyên nhân nào mà có thể cải thiện được, hay nói cách khác là cái điều trị mà nó để có thể tốt thì người ta sẽ dựa trên tất cả những cái bằng chứng, những cái kết quả khám đấy thì người ta sẽ điều trị cho chồng em, thì hy vọng nó sẽ ổn nhá. Yeah. Rồi xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải, xin chào bạn, chúc bạn có một sức khỏe tốt và có một cuộc sống tình dục ổn thỏa với chồng. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Alo, Lạng Sơn đâu ạ? Vâng, em đang nghe. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy? Em muốn hỏi là chương trình tư vấn cho em là em với anh đấy yêu được 4 năm rồi đấy. Rồi. Xong bây giờ thì tự dưng thì lại lạnh nhạt đi, thì em không biết là có nên duy trì không hay là bỏ đi ạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em 42 tuổi ạ. À thế à, thế là có chồng con gì chưa? Em có gia đình và chồng mất rồi, thì là hai người đến với nhau thì bây giờ chả biết làm nào. Thế anh ấy thì vợ mất hay là bỏ vợ hay là vẫn đang có vợ? Anh vẫn đang có vợ ạ. Thế là quan hệ với nhau được mấy năm rồi? 4 năm. 4 năm. Thế là ai lạnh nhạt? Anh ấy lạnh nhạt hay là mình lạnh nhạt? Vâng, anh ấy lạnh nhạt với em, thế là xong là cứ ghen tuông vớ vẩn ấy. Lạnh nhạt rồi xong lại còn đã lạnh nhạt rồi còn ghen tuông. Vâng, xong cứ ghen tuông có người nọ người kia. Tức là cố tình ghen tuông thì để lạnh nhạt với mình thì sao ấy nhỉ? Đúng không? Em cũng không hiểu được. Thế vợ con anh biết là anh ấy có bồ là mình chưa? Không biết đâu ạ. Ở tỉnh khác à? Hay là... Cùng tỉnh nhưng mà vì là không biết được đâu. Không biết được đâu à?
Hay là anh ấy sợ là vợ anh ấy biết, đâm ra là anh ấy lạnh nhạt với mình. Em cũng không hiểu, 2 tháng nay rồi anh chả liên lạc gì mà gọi anh chả nghe máy gì cả. Thế à, có chuông không? Có. Ồ, thế là anh ấy, mình 42 thì anh ấy 4 mấy? Anh ấy 40. À, anh lại còn trẻ hơn mình nữa à? Vâng. Ồ, thế sao lại giỏi thế nhỉ? Để anh kém 2 tuổi lại còn yêu thương với một cô quá chồng, đúng không? Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, xin chào em. Vâng ạ. Khỏe không? Em vẫn khỏe anh ạ. Thế à? Mình ông xã mất hay là ly hôn ấy nhỉ? Ông xã mất rồi ạ. Thế à? Mình có cháu không? Có 2 thằng con trai. Ồ thế à? Thế nó lớn chưa? Lớn rồi, đi làm hết rồi ạ. Ồ thế à? Thế xong là mẹ cháu giờ chỉ ở nhà chơi thôi à? Ở nhà đi làm, vẫn đi làm với nhau đi làm, nhưng mà bây giờ thì khác người khác đi làm nên là anh ấy cứ nghi ngờ này nọ. Rồi. Thật ra thế này này, chắc là mình thì sống cũng... Mình ở đâu ấy nhỉ? Em ở Lạng Sơn. Ở Lạng Sơn, mình ở thành phố hay là ở trong... Em ở gần thành phố ạ. Thế hả? Mình thật ra thì mình cũng nghĩ nó rất đơn giản. Nhưng mà mình không biết rằng là thứ nhất thì mình thì là một người phụ nữ đã có gia đình và hiện nay là quá chồng. Thì mình thì có quyền yêu ai cũng được, đến với ai cũng được. Mình thì không nói làm gì rồi. Nhưng cái anh kia ấy, thật ra thì mình phải hiểu rằng mấy năm qua anh ấy quan hệ với mình ấy là ăn vụng ăn trộm. Rất tốt luôn. Thì rất tốt thì đúng rồi. Thế nhưng mà vì anh ấy đang có vợ, đúng không? Vâng. Thế thì nghĩa là nói theo ngôn ngữ bây giờ là đang ngoại tình. Anh ấy đang ngoại tình. Và chẳng có một cái cuộc ngoại tình nào mà nó lại có những kết quả nó tốt đẹp lắm đâu. Bởi vì sớm muộn cũng có thể anh ấy thấy mình quá chồng này. Thế rồi người cũng còn khỏe mạnh, rắn giỏi, người cũng được. Anh ấy thì vợ anh thì lại hơi yếu, lại hơi xấu, lại hơi già. Hoặc là chả phải xấu già gì, nhưng mà thấy lấy cái chỗ đi lại nó cũng vui vẻ. Thì anh ấy duy trì mối quan hệ. Tuy nhiên thì hiện nay có mấy cái phương án. Bởi vì trong suốt những năm vừa rồi chưa bao giờ anh ấy nói rằng là chúng ta sẽ tiến xa tới cái gì đó, đúng không? Chẳng bao giờ thề là sẽ mãi mãi bên em. Chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện rằng anh sẽ bỏ vợ để lấy em, đúng không? Vâng, chỉ là mình đi lại với nhau xong là... đến lúc con có gia đình thì ở bên nhau bỏ thế thôi, chứ còn không bây giờ anh ấy lại nói chả nói gì xong lại tự dưng lạnh ngạt, chả hiểu, em chả hiểu biết bây giờ còn thế mình không nghĩ rằng là bỏ đi. Thế mình không nghĩ rằng là tự nhiên anh ấy bị ốm à, anh ấy bị đưa đi cách ly mấy tháng COVID dương tính à, hoặc là gặp bất cứ một cái rủi ro nào trong cuộc sống, cứ thấy người ta không liên lạc thì nghĩ rằng là nọ kia. Mình có chủ động gọi điện nhắn tin hỏi trời ơi thế anh có làm sao không, chỉ mong muốn là anh khỏe mạnh thôi, có thế không? Có, nhưng mà không thấy trả lời gì ạ. Hoặc là bị mất điện thoại, hoặc là vợ nó tịch thu rồi. Thế nhưng mà chắc là như thế nhưng em chả hiểu được. Tóm lại thì mình phải hiểu thế này này, mối quan hệ của mình với anh là mối quan hệ không tử tế. Nói quan hệ theo về mặt luật pháp là bất chính. Thế còn ở ngoài thì rõ ràng là anh ấy đang đi ngoại tình với mình. Về phía mình thì cũng là do vô tâm vô tư thôi. Mình có thể cũng không mình thấy mình cũng thiếu thốn tình cảm, mà thấy anh ấy tốt thì mình cứ nghĩ rằng là tốt thì chơi. Thế nhưng mà không biết rằng là như đấy là không được phép. Người ta gọi là ăn tùy nơi, chơi thì trốn. Anh ấy có chủ rồi nhá. Thế thì bây giờ anh ấy có nhiều lý do để anh ấy tự nhiên anh thôi. Một là anh ấy chán rồi, bây giờ lại kiếm được cô khác ngon hơn. Hai là... Xong anh cứ bảo là không bao giờ bỏ được em, cứ thế nọ thế kia. Người ta nói thì người ta thề. Thề không bao giờ được bỏ nhau rồi đấy. Đầy người thề, nhưng mà có phải ai giữ được thề. Hứa thật nhiều, thất hứa cũng rất nhiều. Nhưng mà thế này, đã, mình cũng có cái gì để mà mình có thể nghĩ rằng là mình giữ chân người ta được. Một người đàn ông trẻ với 40 tuổi có vợ có con, người ta đến với mình thì cũng chỉ như là khỏa lấp cái lúc mà nó thiếu thốn. Thế bây giờ thì một là vợ biết, phát hiện ra và vợ làm ầm lên, và anh ấy thề, anh hứa là anh sẽ ngoan, anh không liên hệ với cái cô ấy nữa, tức là thề là không liên hệ với mình ấy. Thế xong để chứng minh cho vợ biết là anh ngoan rồi thì anh ấy nộp điện thoại cho vợ. Đây, em giữ điện thoại. Thế chứ mình nhắn tin ít thôi không ngủ nhớ. Lại phát hiện ra lại thấy em nhớ lắm rồi, mấy tuần nay không được anh yêu em thế này thế khác là tự nhiên cũng chết nhá. Mình cũng phải xác định là nó sẽ chẳng có cái mối quan hệ này, nó không có kết quả lâu dài được. Mình cứ gọi là đi ăn ké ăn nhờ thì cũng ăn thế thôi.
Thế theo anh là bây giờ là em phải bỏ đi đúng không? Ờ, thì chả bỏ, người ta bỏ mình rồi chứ còn gì nữa. Bây giờ tức là em không nghĩ gì nào vào nữa em. Không nghĩ hai gì hai tháng nữa. Rồi em cũng chẳng, em nói chung là em đau đầu mà em suốt ngày em cứ nghĩ vào anh ta thôi, không thể quên được. Rồi thì tất nhiên rồi, đang có một mối quan hệ xong rồi tự nhiên nó mất thì bao giờ cũng hững hụt. Xin lỗi chứ mình cứ nuôi một con trâu thôi, thế xong rồi đến ngày đến tháng mình phải bán thôi. Rõ ràng mình không thể nuôi mãi được, thế mà rồi cứ ra nhìn cái chuồng trâu mà nó vắng bóng con trâu, mình cũng còn thấy thương nhớ đến 2 tháng đúng không? Huống chi như một con người. Cho nên là cái chuyện đấy rồi thời gian nó sẽ nguôi ngoai, chỉ cần em hiểu rằng là đây là mối quan hệ không thể duy trì lâu dài được bởi vì nó bất chính, anh ấy là ngoại tình. Còn lý do làm sao anh rút lui thì chỉ có anh mới biết, nhưng mình phải hiểu rằng là một là vợ phát hiện ra, hai là có thể anh ấy gặp cái rủi ro gì đó. Tốt nhất là em hãy quên đi anh nhỉ. Quên, và bởi vì nó là chồng người khác nhé. Đúng rồi. Rồi, xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Hy vọng là bạn sẽ nguôi ngoai được tình cảm mối quan hệ bất chính này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại có đến từ tỉnh Nam Định. Alo, Nam Định đâu ạ? Vâng, em xin chào chương trình. Chào anh Đoàn, chào Tín Phượng, chào anh. Rồi. Em muốn chương trình là hỏi là bây giờ em năm nay là 49 tuổi, nhưng mà năm ngoái thì em có 3 lần có kinh. Đến năm nay thì đến Tết em có một lần, thế này tháng 5 em có một lần nữa. Bây giờ em hỏi chương trình xem liệu thì kinh nó thất thường vậy, liệu có xảy ra mang thai thử nữa hay không? Với này thi thoảng nó bốc lên đầu, có liên quan đến kinh nguyệt không ạ? Thế à, lại còn bốc cả lên đầu nữa. Dạ vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng. Tôi chào bạn. Dạ vâng, em chào. Năm nay mình 49 tuổi rồi à? Dạ vâng. Thế và kinh thì nó đã bắt đầu không ổn định từ năm ngoái rồi đúng không? Dạ vâng, cả năm ngoái có 3 lần một năm. Mới có 3 lần. Có 2 lần đấy ạ. 2 lần hả? Dạ vâng. Cái lần của năm 2021 này này, thì cái lượng máu nó giảm đi nhiều chưa? Nó cũng giảm đi nhiều thì ạ, nhưng mà nó lại xấu. Hiện nay thì mình thỉnh thoảng lại có những cơn tự nhiên người nó cứ nóng bừng hết cả lên à, xong toát hết mồ hôi giả. Vâng, nó cứ cảm giác mà em hỏi xem có liên quan gì đến như vậy không nhỉ? Nó cứ như là bị bốc hỏa ấy nhỉ, đúng không? Vâng. Thế còn những cái khác, ví dụ như là huyết áp hay là tiểu đường có vấn đề gì không? Dạ không ạ, em bị sỏi thận, em bị bắn ngược dòng 3 lần rồi. À, được chưa? Đi khám thì không sao ạ. Sỏi thận được chưa? Có bắn, nó có tan không? Bắn tan nhưng mà vẫn không hết ạ. Mình đang là bắn dở thì bị đục nước ở trong thận là thôi. Em bắn từ hôm 13 tháng 4 vừa rồi ạ. À thế hả? Một bên à hay hai bên? Một bên phải ạ. Một bên phải thôi. Thế còn cơ quan sinh dục có vấn đề gì không? Ví dụ có u sơ tử cung hay là u nang buồng trứng? U sơ tử cung em đi khám thì vẫn có, nhưng mà nó chỉ bằng hạt ngô. Thằng lúc nào đi khám cũng chỉ bằng ý thôi ạ. Ừ thế tốt. Thế còn có thường xuyên kiểm tra tầm soát xem có u vú hay là cái gì mình có biết làm không? Dạ có ạ. Đấy. Tại vì tôi hỏi kỹ thế là bởi vì cái tuổi 49 của mình, tức là cái tuổi đấy là cái tuổi nó bắt đầu nó bước sang một cái giai đoạn mới. Cơ thể của mình là nó có rất nhiều sự thay đổi, và nhiều những cái thay đổi đấy nó không có lợi cho sức khỏe của mình. Ví dụ như là ở tuổi của mình như này là bắt đầu từ năm ngoái cho đến năm nay là mình đã có những cái rối loạn về chu kỳ kinh nguyệt, và đến năm nay cả năm mới có 2 lần. Chắc là trong năm nay thì nó sẽ hết thôi, sang năm 2022 mình sẽ hết hẳn. Thế và khi mà cái estrogen do cái buồng trứng mà nó sản xuất ra mà nó suy giảm đến và cuối cùng có thể là hết, dẫn đến cái hiện tượng là mãn kinh, rồi là mãn kinh thực sự luôn, tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh như mình bây giờ. Thế thì cơ thể mình nó có rất rất nhiều những cái nó thay đổi, có những cái mình cũng cảm nhận được rất là rõ, ví dụ như là về da, về tóc, thế rồi tính tình cũng cảm thấy rất nhạy cảm mà rất hay khó chịu, thậm chí như kiểu hay dỗi. Thế rồi người thì có khi nó lại tăng cân, vân vân, rất nhiều những cái mà nó làm cho cái tâm lý của mình nó không thoải mái. Đôi khi mình cảm thấy buồn vì hình dáng của mình nó không như trước nữa. Thế rồi vân vân, rất nhiều những thứ, kể cả chất lượng quan hệ tình dục nó cũng ảnh hưởng. Thế thì bây giờ thứ nhất là 2 lần trong một năm mà có thể có kinh thì tôi nghĩ là cái khả năng mà bạn có thai tự nhiên ý, thì gần như là nó không có nữa, bởi vì là mình không có hành kinh thì đồng nghĩa với việc là cái trứng của mình nó sẽ không
còn hoặc nó không có, hoặc là kể cả có trứng đi chăng nữa thì cái chất lượng trứng nó không tốt, hay nói cách khác là cái noãn nó cũng không có để mà có thể có thai được. Thế vâng. Cho nên là mình về mặt để có thai thì tôi nghĩ là mình có thể là yên tâm được rồi nhá. Từ vâng. tuổi này trở đi mình phải tự biết cách chăm sóc sức khỏe, tự theo dõi sức khỏe và tự phát hiện những cái dấu hiệu bất thường. Ví dụ như tôi nói lúc nãy, đầu vâng. tiên là gì? Đầu tiên là phải rất chú ý tới cái ung thư cổ tử cung hoặc là những cái u vú, ung thư vú là hai cái mà hay gặp ở trong cái lứa tuổi của mình như thế này. Thế mình thấy ví dụ như là bình thường nó không có kinh nhưng mà mình quan hệ tình dục mình thấy bình thường, không làm sao, không đau, không chảy máu. Còn nếu khi mà bạn quan hệ tình dục với chồng mà tự nhiên bạn thấy lần nào quan hệ tình dục cũng bị chảy máu chẳng hạn, hay là bị xuất huyết, thì bạn phải rất chú ý. Thứ hai nữa là phải tự biết cách phát hiện ung thư vú, để phát hiện sớm ung thư vú. Và tốt nhất là 6 tháng một lần bạn phải được khám sản phụ khoa để mà tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú cũng như là ung thư cổ tử cung. Ngoài ra thì mình cũng cố gắng tìm hiểu thêm một số những cái bài tập để rèn luyện sức khỏe, ví dụ yoga hay là khí công hay là cái gì đó để cho nó nâng cao cái sức khỏe của mình lên. Lựa chọn lấy một cái phương pháp luyện tập đơn giản, chỉ có thể là đi bộ hay là đạp xe, đạp hay là vân vân, làm cái gì đấy để cho mình cảm thấy nó thoải mái về mặt thể chất và về mặt tinh thần. Tóm lại là thích một cái gì trong điều kiện của mình có thể cho phép mình thỏa mãn những cái ý thích đó để cho cái chất lượng cuộc sống của mình nó tốt lên nhé. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ, xin chào bạn nhé. Chúc bạn có sức khỏe thật tốt. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Vâng, xin chào thính giả gọi điện từ Bắc Ninh. Anh có thể nói câu hỏi của mình ạ? Dạ, chị em hỏi là em quan hệ mà có cảm giác. Xin lỗi, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em năm nay 27. 27 tuổi đã lập gia đình chưa? Đã lập rồi. Lập gia đình rồi, nhưng mà khi mà quan hệ với vợ thì không cảm thấy có cảm giác gì đúng không ạ? Vâng, cả với ai cũng thế. Với ai cũng thế. Tức là mình cũng có những quan hệ với những người khác nữa rồi hả? Vâng, em không thấy có cảm giác nữa, em đi thử. Thế à? Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Alo, chị chào em. Vâng, em chào chị. Em nghĩ là khi quan hệ thì sẽ có cảm giác gì? Nó cứ bảo sướng ấy. Mới đầu hồi mới lớn thì có cảm giác sướng nhá. Sau thì nó không có cảm giác. Nó bão hòa đi rồi. Thế thì cái lúc mà để có quan hệ thì mình cũng có nhu cầu chứ, đúng không? Vâng, có chị ạ. Có nhu cầu, có thèm khát. Bởi có nhu cầu thì nó mới dẫn đến được cái việc gọi là theo cái sinh lý ấy. Thế và rồi cũng đến cái giai đoạn gọi là kích thích này, xong rồi lên cao trào này. Thế và lúc đấy xuất tinh. Thông thường thì người ta gọi đấy là cái giai đoạn cực khoái ấy, đúng không? Vâng. Thì ngày trước thì mình thấy khoái, bây giờ không thấy khoái à? Vâng, đúng rồi. Bây giờ thấy người nó như thế nào sau khi mà thường quan hệ em duy trì được trong bao nhiêu phút? Lâu chị ạ. Lâu là bao nhiêu? Có lúc 20 phút. Thế à? Thế thì cũng lâu đấy chứ nhỉ. Mà lâu như thế thì có nghĩa rằng là cái cuộc tình đấy nó cũng tốt ấy. Thế trong quá trình 20 phút ấy thì thấy có cảm giác gì ấy? Vâng, mà... cũng lúc có tí cảm giác sướng sướng thôi. Nó là cả một quá trình chứ đâu phải là chỉ ở cái lúc mà xuất tinh xong, đúng không? Nếu như mà em không có cảm giác gì đó và không có hứng thú ấy, thì thông thường cái cuộc tình đấy nó sẽ dứt cũng nhanh lắm. Đấy. Thế thì của mình lại được tới tận gần đến 20 phút cơ. Thì trong cái quãng 20 phút đấy là mình cũng có những cái trải nghiệm nó hứng thú, đúng không? Thì đấy là cảm giác rồi còn gì? Em có nhu cầu cao lắm, chỉ có cách nào để cắt bớt nhu cầu lắm. Cao là thế nào cơ em? Cao là kiểu ngày 2-3 lần. Thế à? Chán. 27 tuổi, ngày 2-3 lần. Có con chưa em? Đã có rồi. Thế à, có con rồi. Hiện tại em làm gì? Em lái xe kìa. Lái xe. Thế đi vâng. Lái xe là đường ngắn hay đường dài? Đang đi chiều về. Thế trong lúc mà rong ruổi trên xe thì sao? Có nhu cầu không? Có chị. Vẫn có nhu cầu.
À, không tập trung vào lái xe à? Vâng, có những cầu nó không khó chịu. Thế và làm thế nào? Nếu như đang phải lái xe ấy. Sau châm thuốc hút xong thì bật nhạc to xong tí lại hết. À, bức xúc quá đúng không? Vâng. Thấy nó bức xúc trong người, thế là bật nhạc to lên và hút điếu thuốc. Thế rồi là nó cũng giảm xuống nhỉ? Thì đấy là một cái cách để mà làm giảm nhu cầu xuống. Thế còn cái cách khác là cũng có thể nhé, là bật nhạc to lên. Ví dụ có khách ngồi mà mình bật nhạc to quá thì cũng có thể phiền đến khách. Thì mình dừng lại và xin phép đi ra ngoài ấy, vận động một tí thì nó cũng giảm bớt cái nhu cầu đấy đi. Ờ, nhưng mà chia cho em ở đây người ta có phải gọi là bệnh lý không? Không, 27 tuổi là cái tuổi vẫn đang khỏe, mà có nhu cầu 2 lần, 3 lần thì nó cũng không phải là bệnh lý. Tuy nhiên rằng là do cái tính chất công việc và mình cũng không thể thỏa mãn được. Và nếu mà cứ duy trì ngày 2-3 lần mà đều đặn thế thì đấy, em biết rằng là sau khi quan hệ xong thì nó cũng mệt, đúng không? Thì sức khỏe nó cũng sẽ xuống. Thế thì bản thân em đã trải nghiệm rồi đấy. Do cái tính chất công việc của mình, vì vậy là có những lúc mà đang làm việc đấy thì nó có nhu cầu thì mình cũng đã biết làm giảm cái nhu cầu đấy xuống, đúng không? Bắt đầu nó có ham muốn và mình cắt đứt cái trạng thái đấy bằng nghe nhạc, bằng tập trung sang cái chỗ khác, bằng hút thuốc lá thì cũng không hay lắm đâu, hút thuốc lá là cũng không hay. Thế nhưng mà nếu em thử tìm thêm các cái trải nghiệm khác như là tập thể dục này, thể dục thể thao để nó tiêu bớt năng lượng đi. Trong thể dục nó tiết ra cái hormone rất là vui vẻ và nó lại làm cho mình quên cái chuyện đi, thì cái hình thức đấy nó hay hơn là hút thuốc. Vâng. Nhá. Thế và cố gắng là tập thể dục thể thao này, ăn uống điều độ này và sinh hoạt lành mạnh, điều tiết cái chuyện kia, và đừng nghĩ rằng cái cảm giác của tình dục nó là cái gì lớn lao lắm. Đúng không? Nó là một cái nhu cầu mà cơ thể cần. Và nếu có vợ thì được trao đổi tình cảm, yêu thương để thỏa mãn nhau, để cảm thấy rằng là mình được hạnh phúc. Trong cái giai đoạn đấy, hai vợ chồng tương tác với nhau thì như thế là thỏa mãn rồi. Được không nào? Dạ, vâng, chứ nó không phải là một cái điều gì nó kinh khủng lắm đâu. Nhá? Vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống bạn nhé. Dạ vâng. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nghệ An. Alo, thính giả gọi điện từ Nghệ An phải không ạ? Vâng ạ. Chị ơi, cho em hỏi vì tư vấn nghe em câu chuyện cách đây hơn 20 năm nó cứ áy náy trong người mà đến bây giờ vẫn cứ đằng xe áy náy. Vâng, anh Đinh Đoàn đang ngồi trong phòng thu và cũng đang lắng nghe câu hỏi của anh đây. Anh có thể nói sơ qua cái câu chuyện của anh là như thế nào không ạ? Vâng ạ, em là bây giờ 50 tuổi rồi. Và ngày xưa có một cuộc tình là lấy nhau được 7 tháng. Cô ấy bỏ cô về, tôi cũng nói không được rồi bỏ luôn, còn chẳng đập nhau đánh nhau gì cả. Vâng. Sau đó rồi cô ấy sinh con, xong rồi tôi xuống tôi chăm, tôi hỏi thăm thì cô cũng không cho. Xua đuổi, mua quần áo ấy là các thứ cũng không cho lấy, không cho mà một cái gì hết. Mà vẫn cứ không biết lý do vì sao đúng không ạ? Vâng, mà đứa bé 5 tuổi thì bắt đầu gặp nó để cho nó quà, nó khóc như kiểu đánh đau. Vâng. Thế rồi đến nay mà đứa bé đó lấy chồng rồi. Tôi thấy cũng xin số điện thoại rồi, bố con cũng nói chuyện điện thoại trong một vài năm. Sau rồi ngày cưới của nó mới báo cho bố biết. Tôi cũng để ý đến nó, tôi biết cái tính của mẹ nó là không cho gặp. Ngày cưới của nó thì tôi kêu nó ra để có một món quà nhỏ cho nó, góp nhóp là cây vàng tặng cho nó, nhưng mà nó không lấy. Nó bảo bố để cho rằng con em mà ăn học, mà đến bây giờ nó đám cưới xong rồi mà điện nó không cầm máy, cứ áy náy không biết tại sao đây, hỏi anh Đoàn tiếng à. À, tức là anh áy náy trong cái chuyện mà con mình không nhận quà cưới phải không ạ? Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng. Rồi, xin chào bố cháu. Thế xong rồi cái hồi ấy là lấy bà là có đăng ký kết hôn không đấy? Không có.
cứ tự lấy nhau về, thế xong không ở được thì tự đưa nhau đi, thế thôi đúng không? Vâng. Ừ. Thế sau đấy thì mình có lấy vợ không? Một năm sau mình lấy vợ, bây giờ hai đứa con đang học đại học à? À, thế hả? Gia đình vẫn hạnh phúc vui vẻ chứ hả? Vâng. Rồi bà xã sau này có biết cái đoạn mối tình trước của mình không? Có biết từ đầu luôn ạ. Bà ấy có ghen tuông chê trách phàn nàn gì không? Bà cũng mà bắt mua đồ quần áo đưa đến cho con bé rồi. Vấn đề hỏi thăm con bé nhưng mà bà kia không cho. Tốt quá, tốt quá. À thế tôi hỏi một chút là cái bà kia ấy, sau khi mà bà cứ đùng đùng bà ấy bế con đi, bà không nói lý do là tôi căm thù ông, tôi ghét ông hay là thế nào, thì rồi bà bỏ về nhà bà ngoại hả? Vâng, bà chỉ nói là không thích sống với ông, là tôi với ông thích sống với nhau là tôi về vậy. Ồ, sau đấy bà có lấy được ai? Đói, không ở vậy luôn, bà thế tính ngang lắm. Rồi, thế đấy cũng là một cái người mà có cái cá tính mạnh đấy. Thôi chuyện nó qua rồi, cái lý do chính xác làm sao mà bà ấy không ở với anh nữa thì chỉ có bà ấy biết thôi, đúng không? Vâng. Thế thôi thì mình cũng có một đứa con, về cách ứng xử của anh tôi thấy cũng được. Mình không phải là người vô trách nhiệm. Mình cũng mong muốn khi mà sinh con cũng có cái trách nhiệm là gọi là thăm nom con, nhưng mà bà ấy không cho. Rồi mình cũng vẫn cứ dõi theo con. Thế rồi là đến lúc con trưởng thành, bản thân tư cách là người bố, mình cũng thấy áy náy là không làm được gì cho con, cũng gom góp được quà để cho con, cũng như là một cái sự bù đắp. Thực ra thì nếu mình là cái người làm ăn lương thiện bình thường thì một cây vàng cũng cả một vấn đề đấy, chứ cũng không phải là dễ dàng gì, đúng không? Nhưng mà vẫn cho con như là một cái tấm lòng người bố mong muốn là để bù đắp. Cả hai nữa là biết thế mà cái chị vợ của anh hiện nay cũng là một người hết sức đàng hoàng tử tế. Nếu như người khác người ta bảo rằng là mẹ nó có cho anh gặp đâu, rồi là có đi lại có tình cảm gì đâu thì kệ nó rồi vân vân, thì rồi chị sẽ ngăn cản cái chuyện là anh tặng quà, chị bảo để đấy còn lo cho con học, giống như là con gái anh nói đấy. Thế thì về phía anh cũng như là phía bà xã về sau này phải nói là tuyệt vời, rất là tốt. Thế còn thì cháu gái thì thứ nhất là cũng nói thật là vì lớn lên chỉ biết mang máng là đấy, qua vài lần sau này mình gọi điện rồi mới nhắc nhở chuyện bố con, chứ còn sinh ra lớn lên đã không có bố ở bên cạnh ấy, mà không được ở gần nhau, không được chăm sóc, không được nuôi dưỡng từ bé thì cái tình cảm nó nhạt lắm. Thật ra thì một đứa con nuôi nhưng mà mình nuôi từ bé tí bé xíu ấy, thì rồi lớn lên nó vẫn cứ có cái tình cảm. Thế còn con ruột đi chăng nữa nhưng mà mình không chăm không nuôi nó cũng xa cách, rồi sau này kể biết thế hóa ra là ông ấy là bố tôi chẳng hạn thì biết vậy. Thế vì tình cảm nó không có cho nên là nó cũng không có được cái mặn nồng. Cái điều thứ hai là nó cũng nhận thấy món quà tương đối to. Anh cũng không phải khá giả gì mà anh lại còn các em của hiện nay cũng còn đang đi học, cháu nó không nhận thì cũng không có làm sao cả. Rồi đặc biệt là gia đình nó có khá không, gia đình chồng ấy? Dạ cũng khá. Gia đình chồng thì cũng khá đến nỗi nó cũng không cần thiết lắm. Cái đoạn mà cháu nó vẫn liên lạc với anh ấy, thì đấy là thôi, các cháu nó còn trẻ, đầu óc nó cũng không có hẹp hòi thì nó nhận vậy, chứ còn chắc là mẹ không đồng ý thôi. Anh không phải áy náy, về phía lương tâm của mình không đến nỗi nào, mình cũng tận tình, mình có phải là vô trách nhiệm và bỏ rơi con đâu, nhưng mà vì hoàn cảnh, thứ nhất là không được làm bố, đúng là mình không được làm bố chứ không phải là mình chối bỏ trách nhiệm, đúng không? Mình duy trì cái liên lạc điện thoại, thỉnh thoảng bố con gọi điện hỏi với nhau xem là đợt COVID có biết thế nào. Nó không nhắc máy rồi, áy náy ạ. Thôi không sao, nước mắt chảy xuôi, mình thương con hết lòng, còn con nó dành cho mình được mức nào thì mình hay nước đấy. Lòng mình là một người cha, mình muốn rằng là không có cha nào, mẹ nào lại bỏ con, thế còn con mình có thể bỏ cha, còn cha thì không. Thế mình không được gì phải áy náy. Giá như mà nó nghèo, nó khó, nó lấy chồng, bây giờ mấy lần nó gọi điện, bố ơi con đói quá này, con xin mấy triệu này để con mua sữa cho cháu, thế mà bố lờ đi thì bố mới áy náy. Chứ còn mình tận tình, chu đáo, mà nó không đón nhận thì thôi. Không sao cả, mình cũng còn nhiều thứ mà phải lo. Đúng là như là thì, cháu nó cũng nói là áy náy từ nó anh ạ. Trước đây 20 năm về trước là thấy vợ bỏ về, là thấy áy náy, trong vòng một năm sau mình mới lấy vợ, là một năm đó là cứ kiểu như thần kinh ấy. May mà thần kinh mình tốt chứ không có rồi cũng trở thành con người xấu. Thật ra thì để mà lý giải là làm sao mà lại như thế không thì lý đúng, giải được. Không lý giải được và thôi. Không lý giải được. Cứ cho rằng là mình có duyên nhưng mà chả có nợ gì với bà, cho nên chỉ ở với nhau được thế là mình đã trả hết nợ trần rồi. Thế nên là giải thoát cho bà, mà bà thì cũng là cái người có cá tính mạnh, không phải là bỏ mình để mà bà đi lấy ai. Rồi, không sao anh ạ, anh ứng xử như thế là thấu tình, thấu lý rồi.
mình không chối bỏ trách nhiệm nhưng mà người ta không đón nhận và con nó cũng không đáp lại, không sao cả nhé. Vâng ạ, cảm ơn chương trình ạ. Dạ. Thì cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, chúc anh vui khỏe gia đình nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Từ những chia sẻ của anh Đinh Đoàn thì hy vọng rằng là anh sẽ cảm thấy thoải mái và cũng bớt đi nhiều cái áy náy trong lòng. Xin cảm ơn anh. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Phú Thọ. Alo, thính giả gọi điện từ Phú Thọ phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em xin hỏi là con em năm nay là 11 tuổi. Vâng. Đẻ được 1 tháng 10 ngày thì là cháu bị thoát bị bẹn đấy. Vâng. Xong đến 2 tuổi thì là cháu đi mổ. Thế bây giờ vài cứ một bên một hòn cà nó lên một hòn cà xuống đấy. Thế em hỏi là xem là ngày mai để cháu có về con cái nó có thế không ạ? Vâng. Câu hỏi của chị thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Xin mời bác sĩ Phượng ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng, em chào chị. Vâng, chị hỏi cho con chị là là cháu nó đã mổ thoát vị bẹn đúng không ạ? Vâng, vâng. Cái năm 2 tuổi. Năm 2 tuổi. Vâng. Thế khi đấy là cái ruột nó cứ sa xuống, xong là người ta phải người ta phải mổ để phục hồi, người ta gọi là mổ phục hồi thành bụng ấy để cho cái ruột nó không bị sa xuống. Thế nhưng mà bây giờ thì con 11 tuổi rồi thì chị cứ thấy rằng là hai cái quả cà ấy nó cứ lên lên xuống xuống à? Không, một bên thì nó ỉnh nguyên, còn một bên nó cứ lên cao lên. Một bên ở cái bên mổ ấy, nó cứ lên cao lên. Vâng, vâng. Đúng không? Vâng. Thế thì có thể là nó do cái ảnh hưởng của cái mổ phục hồi thành bụng ấy chị ạ. Của cái mổ kia kìa. Tức là ở giữa cái chỗ phần bẹn ở phía bên trong ấy, nó có một cái dây chằng để nó ngăn cách ổ bụng. Thế thì cái bụng đấy với cả cái vùng bìu thì nó cứ sa xuống. Nhá, nó yếu và bây giờ người ta phải mổ để người ta phục hồi nó lại. Thế thì có thể rằng là ở bên đấy cái phần mà phục hồi nó như thế nào đấy thì nó cứ hơi cao hơn bên kia. Nhưng mà hai bên nó có to bằng nhau không? Nó to đều bằng nhau thôi. Ừ, to đều bằng nhau và đi tiểu riết là không có vấn đề gì gì. Vâng, cái hôm mấy giờ thì nó kêu đau mút ở đầu chim ấy. Thế thì em mới gọi hỏi ấy. Gọi hỏi xong là làm sao? Xong từ hôm mấy giờ thì nó buốt mất mấy ngày thôi nhưng mới xong nó khỏi rồi. Thế xong à, cứ để tự khỏi, không đưa đi khám à? Em bảo nó đi khám thì nó bảo là nó xấu hổ, nó chả đi. Thôi thì khi nào tiện ý, mà thuận lợi ý, thì cứ cho cháu nó đi khám một cái. Khám, khám thì có thể là người ta chỉ siêu âm thôi, nhẹ nhàng thôi. Thì để xem là cái bên mà phục hồi thành bụng ý, cái bên mổ ấy, nó có vấn đề gì không? Vì nó cũng gần chục năm rồi, đúng không? Thế và đặc biệt rằng là mình kể ra cái lần mà bị đau buốt đầu chim ý là lý do gì? Và chị có kiểm tra không? Cháu nó có bị hẹp bao quy đầu không? Em không cho đi kiểm tra bao giờ. Không, mình kiểm tra được mà. Vâng. Mình có kéo được cái da ấy ở phía đầu chim của cháu ấy lên trên cao không? Nó bảo cũng có đấy. Nó bảo thế lúc nào mới 11 tuổi vẫn dỗ được mà. Vâng, vâng. Lúc nào bảo để mẹ kỳ lưng cho con. Thế xong là vào kỳ lưng xong rồi tự mình quan sát thêm một chút. Chứ còn 11 tuổi thì cũng chưa rõ ràng lắm, đúng không? Mình phải quan sát. Thứ nhất là bên cao bên thấp thì nó là cao thấp là bao nhiêu. Hai bên nó có đều nhau không? Mình cho tay vào, mình sờ sờ. Và cái nữa rằng là xem cái bao quy đầu của cháu nó có kéo lên được không? Thì cái việc đấy nó ảnh hưởng đến cái vệ sinh của cháu ấy. Và sau này nó cũng có thể gây ra những cái viêm nhiễm. Nếu mà nó vẫn còn hẹp nhá, thì mình giải quyết sớm thì nó tốt hơn. Vâng. Nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn.
Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Dương. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Dương phải không ạ? Dạ vâng ạ, em đây ạ. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? Dạ, em muốn hỏi chương trình trước đây em và chồng em đã kết hôn với nhau trong thời gian và hiện tại là vợ chồng em đang có 3 đứa con. Cách đây 3 năm, gần 3 năm, vợ chồng em có ly hôn. Cách đây 1 năm thì chồng em muốn quay lại với em. Xong rồi em có đồng ý vì nghĩ đến con, 3 đứa con. Nhưng mà trong khoảng thời gian mà để cho cả hai có cơ hội quay trở về với nhau ấy, nhưng mà chồng em vẫn liên lạc với người phụ nữ khác. Sao mình lại biết chuyện đấy? Dạ, con em về nói chuyện với em. Em đi làm, vâng ạ, em đi làm. Bạn ấy đi làm về thì bạn ấy nói chuyện với em ấy. Thì con em về nói chuyện với em. Thế là em cũng có nói chuyện rõ ràng với chồng em. Và em nói là anh phải rút sát cái mối quan hệ này đi. Nếu như là muốn có gia đình nhỏ lại em giống như lúc trước. Còn nếu anh cứ xây dương như này, em nghĩ là chúng ta sẽ không có một cái kết quả nào tốt đẹp cả. Buổi tối hôm đấy là bọn em có xảy ra cái mâu thuẫn và có cãi vã nhau. Xong rồi từ hôm sau là bọn em không còn liên lạc gì với nhau nữa, cũng không nói chuyện gì với nhau nữa. Thì một tuần sau em có gọi điện cho bạn ấy là em muốn nhờ bạn ấy gửi cho một cái số giấy tờ để em giải quyết ấy. Là bạn ấy nhắn tin cho em là chắc là hai vợ chồng bằng tuổi đúng không? Không ạ, chồng em hơn em 5 tuổi. Dạ vâng ạ. Thế là chồng em bảo là em tự lo cho cuộc sống của mình đi. Anh có người khác rồi, anh sẽ lấy người ta. Thì em cảm thấy rất là hụt hẫng và bị tổn thương đúng không ạ? Vâng ạ. Tại vì là khi mà mình đã cho người ta một cơ hội mới rồi, nhưng mà đến lúc bạn ấy lại quay mất 180 độ. Em cảm thấy là bạc với em quá. Nên là em muốn chương trình tư vấn giúp cho em xem là em có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không. Nhưng mà hôm nay em lại nhận được một cái tin là anh đấy đã có người khác rồi mà, đúng không? Vâng ạ. Thế bây giờ thì mình mong muốn điều gì nữa? Vâng, đến lúc mà em chưa gọi điện đến chương trình thì là bọn em vẫn chưa đến cái mức độ đấy. Nhưng mà đến hôm nay mình nhận được cuộc gọi từ chương trình ấy, thì là mọi chuyện nó đã kết thúc rồi. Nhưng mà em vẫn muốn chia sẻ. Em cũng muốn là chuyên gia tư vấn liên đoàn giúp em vậy ạ. Vâng, bạn cũng phải thông cảm tại vì là cái số lượng câu hỏi các thính giả gọi điện về chương trình mỗi ngày của chúng tôi nhận được rất là nhiều. Nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp để mới có thể là kết nối được với các thính giả. Cũng rất là mong các thính giả ở trong cả nước thông cảm với chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Vâng, về câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ có những cái chia sẻ cũng như là những cái lời khuyên dành cho bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào em, anh nghe câu chuyện rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi em ơi? Dạ, em 33 tuổi. Ôi, 33. Thế xong rồi cứ thấy hai đứa cứ gọi cái anh chồng là bạn ấy, mình lại tưởng là hai đứa mới đang 19 đôi 10 với cậu ấy với bạn ấy. Nói chung chắc là vợ chồng cũng cứ vui vẻ, nếu mà không có gì thì cũng còn cậu tớ với lại vân vân đúng không? Cũng rất là bình đẳng. Mấy cháu rồi em ơi? Dạ em được 3. 3 cháu, bé nhất là mấy tuổi? Dạ bạn bé nhất là cháu đang học lớp 3 ạ. Ồ thế rồi cơ à? Thế vâng là chứng tỏ mình cũng lấy chồng cũng sớm sớm đúng không? Vâng ạ, em sinh cũng dày bởi vì là 20 tuổi em lấy chồng xong rồi là em... Xong rồi cứ đẻ liền liền, năm nay là 12 năm 3 đứa. Rồi. Vâng ạ. Lần trước ấy, là mình ly hôn là vì lý do gì nhỉ? Vì lý do bạn ấy ngoại tình ạ. À, bạn ấy ngoại tình. Thế và mình thì không thể tha thứ được. Em tha thứ rất là nhiều lần rồi. Khi mới cưới bạn ấy cũng có liên lạc với nhiều cũ. Xong rồi khi mà có con gái lớn, bạn ấy cũng có liên lạc với người phụ nữ khác. Xong rồi đến em sinh bạn thứ hai thì là bạn ấy cũng liên lạc rồi khác. Làm quen với những người phụ nữ khác rất là nhiều. Mẹ chính, mẹ đẻ em và mẹ chồng ấy còn được nghe trực tiếp cái người phụ nữ ấy gọi điện cho em nữa cô. Trong đêm. Thôi được rồi. Hỏi thế để biết rằng nó có đáng không, hay là mình lúc ấy mình tức quá, mình vội vàng quá, mình ly hôn rồi anh mới chỉ có chẳng may có chót dại một lần mà mình đã làm quá đáng. Nhưng mà thôi kể thế thì được rồi. Thế xong rồi ly hôn xong mình nuôi mấy đứa con hay ba đứa mình nuôi cả? Dạ không ạ, khi mà ly hôn thì là em đi học ở trên Hà Nội luôn. Khi lúc mà ly hôn xong thì là em đi bằng hai bàn tay trắng, em không có gì, nhà cậu cũng không có. Không có một cái gì cả thì là em tạm thời em nhờ mẹ chồng và chồng nuôi giúp cho ba đứa. Khi về Hải Dương thì là em lại nuôi một bạn.
Thế xong rồi bây giờ cuộc sống của mình trở lại đi làm chưa? Dạ rồi ạ. Thế xong rồi mình nói là sau đấy vợ chồng lại quay trở lại với nhau vì nghĩ rằng vì con. Thì quay trở lại mình lại về nhà chồng sống hay là mình sống ở đâu? Em chưa, em vẫn ở nhà bố mẹ. Tức là quay về xong mình quay về kiểu gì? Bạn ấy về xin lỗi gia đình nhà em. Thế xong là ở luôn với lại mấy mẹ con của mình? Bọn em vẫn chưa quay lại về chính thức. À, tức là cho nhau cơ hội cũng nếu mà đôi bên trong thời gian thử thách mà thấy là còn cần nhau, thấy rằng là có thể nối lại được, tha thứ được. Về phía mình thì mình cũng sau một thời gian là tự nhiên một mình một nách mấy đứa con, mình thấy nó cũng tất nhiên là trước là bị chồng phản bội thì đau khổ rồi, nhưng mà chia tay nhau rồi nhìn thấy ba đứa con cũng dày dày lóc nhóc, xong rồi mỗi đứa một phương thì cũng thấy tội, thì mình cũng đã mềm lòng mong muốn là thử lại, nhưng mà rồi anh ấy vẫn chứng nào tật ấy, đúng không? Dạ, vâng ạ. Và ngay cả trong cái giai đoạn thử thách này mà vẫn còn phạm tội. Thôi thì người ta nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chắc là cái tính của anh là tính ngoại tình kinh niên. Nó không phải là bảo là một cái căn bệnh cấp để mà có thể điều trị triệt để được. Vâng ạ. Anh cũng đã nói thẳng là thôi bây giờ em tự lo cuộc sống của em đi, rồi anh có người khác rồi. Thì đấy cũng là một câu trả lời để mình thôi. Nếu trước đấy mình còn một chút tia hy vọng thì bây giờ mình lại trở về, mình cũng không còn mất gì hơn nữa. Cái thất vọng mình đã thất vọng rồi. Cái lần mà đưa nhau ra tòa, chia tay nhau từng đứa con ấy, nếu có khóc cũng khóc nhiều rồi, bây giờ cũng chẳng còn thời gian, bạn không còn nước mắt mà khóc nữa. Thôi thì thứ nhất mình cũng còn trẻ. Và xác định bây giờ là mình sẽ nuôi mấy cháu? Dạ em hiện tại đang nuôi một cháu ạ. Cháu lớn hả? Cháu thứ hai là cháu lớn, là cháu bé nhất thì đang ở với bà nội và bố. Ừ, chia thế có dựa vào cái gì không? Thường thường thì cái đứa bé nó cần mẹ nhất đấy, thế thì nói chung là bạn ấy thì nhà chỉ có một mình con trai nên không cho em nuôi con trai, mà chỉ đồng ý cho em nuôi con gái thôi. Ôi hay nhờ, ba đứa thì đứa đầu và đứa út ấy thì là trai, cho nên bà nội nhận bà nội nuôi đúng không? Vâng ạ. Ừ, còn cái đứa thứ hai là con gái ở giữa đấy. Đấy, cái đó cũng là một cái mà để mình thấy rằng là không chỉ bạn chồng mà cái gia đình chồng giữ hết lại con trai, còn con gái thì hất đi rồi, vợ cũng chả cần, con gái cũng không cần, thì cái đấy rất là buồn. Không sao cả, các con của mình thì hiện nay đang được sống với bố cháu và với ông bà nội, chắc cũng sẽ được chăm sóc tốt thôi, chứ cũng không đến nỗi người ta bỏ liều gì con mình. Chỉ có bản thân mình thì lúc này cái khó khăn nhất chính là mình chưa vượt qua được, chưa chấp nhận được cái hoàn cảnh đang có chồng, đang có ba đứa con, đang mọi sự ngon lành, mà giờ tự nhiên lại gia đình nó như thế này thì mình nói trống tránh thôi. Nhưng mà thôi, dần dần thời gian nó cũng làm cho mình ổn đi. Công việc tốt hả? Công việc dịch giết thế này vẫn chạy đều đều đúng không? Dạ không ạ. Hiện tại thì là em chỉ là một công nhân thôi. Ừ. Chứ bình thường thì cái ngày được nghỉ thì em sẽ đi buôn bán thêm để kiếm thêm thu nhập. Ừ. Để nó cho con. Mà bây giờ thì hình như thế này thì là em chỉ làm thăm công ty thôi ạ. Thì vẫn làm công ty tháng 8-9 triệu gì đó đúng không? Nếu cố gắng làm thêm ca thì cũng được 10 triệu. Mình dựa được rồi ông bà ngoại không? Dạ em không ạ, mẹ em thì mất rồi. Ừ. Bây giờ là hai mẹ con ở đâu? Em đang ở nhà bố. Ở với ông ngoại, đừng nói là ở nhà bố. Vâng ạ, hai mẹ con ở nhà ông ngoại ạ. Ừ. Ông khỏe không? Dạ bố em rất là khỏe ạ. Ừ. Rồi ông có đưa con nhà mình đi học được chẳng hạn, ông cứ chở xe đạp xe máy cháu đến trường rồi mình có đi làm cả ngày cũng không có sao cả. Vâng ạ. Ừ. Con với lại con em cũng lớn rồi, bạn ấy tự chủ động đi học được rồi, cũng nấu cơm được rồi, cũng không phải lo lắng gì cả. Thôi trong cái không may nó có cái may, ông thì cũng díu dít có thêm đứa cháu. Bố nó có liên lạc với cái con bé mà mình đang nuôi không? Dạ không ạ, chỉ có con em tự liên lạc với bố nó thôi. Con thì tự gọi bố, chứ còn bố thì đang mải bận đi tìm cô khác đúng không? Vâng ạ. Thôi, ổn định cuộc sống đi. Quan trọng nhất bây giờ mình giữ gìn sức khỏe, bởi vì mình mà chỉ cần đang nghỉ mà ốm mà không có tiền lương ấy thì con cũng khổ rồi. Ở thì ở với ông rồi, nhưng mà còn cái kinh tế thì cũng phải có tự lập đúng không? Dần dần rồi mình nó cũng nguôi ngoai cái chuyện này đi, rồi mình cũng sẽ lúc biết đâu mình gặp được một người mà lại thương mình. Thật ra cũng phải nói thật là một người con gái mà mới 32 tuổi mà ly hôn nhưng nuôi một đứa con gái ấy, cái cơ hội đi nó cũng nhẹ gánh hơn đấy. Thôi thì mình cũng cứ nhìn đến cái tích cực để mà mình hướng tới. Còn con mình thì cũng sẽ là con mình, hai đứa kia nó ở với bố với ông bà nội rồi lớn lên thì con mình nó sẽ về với mình ấy mà, đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe, thời gian sẽ làm mình nguôi ngoai và hy vọng rằng là có lúc mình sẽ gặp được một người thương mình, chấp nhận kết nối với mình. Mình còn trẻ lắm, nhiều cô 32 đã có chồng đâu.
đúng không? Thế mà mình lấy sớm thì cho nên là mình đã lãi tận 3 đứa con rồi còn gì. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Chúc cho bạn mạnh mẽ để vượt qua hoàn cảnh của mình và sẽ tìm được niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống bạn nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chương trình, em vâng. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Vâng, chào bạn. Chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hưng Yên. Alo, thính giả gọi điện từ Hưng Yên phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Em thì nó như kiểu là bị rối loạn cương dương ấy. À, rối loạn cương dương. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nay em 33 rồi. Vâng, 33 tuổi, và những cái biểu hiện như thế nào mà lại cho là mình bị rối loạn cương dương? Nhất là thời gian đầu thì nó hay dự định là sớm, nhưng về sau thì nó lại kéo dài. Nó kéo dài ra một thời gian, xong bây giờ nó lại có hiện tượng là nó lúc quan hệ nó ra ấy thì nó lại yếu, nó lại xỉu đi. À, thế à. Vâng, nó chưa đến đạt được cái gì thì đã xỉu rồi, nó vâng. Bây giờ nó tượng nó lại kéo dài. Vâng, trong cái quan hệ với vợ thì nó không được như ý mình mong muốn đúng không ạ? À, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ Phượng ạ. Ơi chị chào em. Vâng. Em có tả về cái tình trạng sức khỏe của em là như thế này. Trước kia thì nó kéo dài được. Tức là một cuộc tình nó khoảng vài ba phút à? Vâng, nó vừa vài ba phút. Thế và đến bây giờ thì nó chưa kịp làm gì thì nó đã xỉu xuống rồi. Vâng. Đúng không? Có con chưa em? Em có một cháu nhỏ được 3 tuổi. Thế thì có thuốc lá, thuốc lào rồi rượu chè gì không? Những cái món đấy thì em lại không dùng. À, không dùng. Thế và vẫn như vậy. Ở 33 tuổi mà chưa đi đến chợ đã hết tiền thì là cũng nghiêm trọng rồi. Nhè. Vâng. Nếu mà độ 60 tuổi thì thì thôi kệ nó. Thế nhưng mà 33 và lại mới có một con, chắc là rồi cũng hy vọng là có một em bé nữa. Thế mà cái tình trạng mà cứ chưa đi đến nơi đã hết tiền thì nó cũng khó khăn, đúng không? Vậy thì để mà biết được nguyên nhân làm sao ấy, rõ ràng nó không bình thường, thì mình phải đi khám. Và khi đi khám thì phải làm các cái xét nghiệm ấy. Cận lâm sàng nó cũng nhiều thứ lắm. Đấy, đi khám nam học, chuyên về cái sức khỏe nam học của mình. Thì rồi người ta mới chẩn đoán được ra nguyên nhân và điều trị sớm đi. Thì nó khắc phục được và nó nhanh, có hiệu quả em nhé. Vâng, bây giờ cái bệnh lý của em này thì nên khám ở cái nơi nào là có rất là nhiều nơi khám, ví dụ như là bệnh viện Việt Đức này, có cái khoa nam học, hoặc là bệnh viện phụ sản, họ cũng có mở thêm cái khoa nam học rồi. Thì đấy là những cái nơi mà họ khám về nam học từ lâu rồi. Nhá, em có thể đến cái nơi nào mà em thấy nó phù hợp với em. Như cái hiện tượng của em mà như thế mà nó điều trị thì nó có phức tạp lắm. À, phải tìm hiểu nguyên nhân em ạ. Vâng. Phải tìm hiểu nguyên nhân. Đôi khi nó mới xuất hiện và nó chỉ là rối loạn nội tiết thôi thì có thể người ta sẽ cho bổ sung. Thế nhưng mà nếu nguyên nhân nó sâu xa và nó nặng và phải can thiệp nhiều thì nó sẽ khác, và cho dù như thế nào thì vẫn cứ phải điều trị. Cứ từng bước một. Nhá, vì cái sức khỏe đó là quan trọng lắm cho sức khỏe của mình và cho hạnh phúc gia đình nữa, cho nên là không được bỏ qua, không gì quan trọng hơn sức khỏe đâu em nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ sớm tìm ra được bệnh và chữa khỏi bệnh cho mình. Đến từ tỉnh Tây Ninh. Em tính hỏi tư vấn về hôn nhân gia đình em ha. Bạn nói câu hỏi của mình đi. Dạ, em chung sống chồng em nay mười mấy năm rồi. Chồng em thì ở nhà buôn bán kinh doanh nhỏ thôi. Em thì đi làm công ty. Mới đây thôi là chồng em có quen một người ngoài, người thứ ba. Là người đó đã mang thai. Rồi tự đi xuống nhà em luôn. Em từ nào em không có nghi là chồng em có người thứ ba. Tự dưng người đó bữa đó xuống kiếm chồng em luôn, mới tá quả ra là chồng em phản bội em. Rồi giờ em chỉ tư vấn, cũng hỏi là giờ không biết giải quyết kiểu làm sao. Anh ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ anh nay 39. 39 tuổi. Cái này là có thai cỡ 6 tháng mấy rồi anh. À 6 tháng, tức là trước khi giãn cách đúng không? Dạ. Ồ, thế mà hôm vừa rồi là cô ta đến ăn vạ à? Dạ, đi tới chỗ luôn. Rồi, thế ở sao nhà cô luôn. Cô ta làm gì ở đấy, ở nhà mình? Cô ta ở luôn đấy à? Thế là thế nào? Cô ấy xuống làm kiếm ông xã em nói chuyện vậy đó. Nhưng mà em cũng nói chuyện đàng hoàng, đuổi về, ý là không muốn về. À, thế là muốn ở nhà? Nhất quyết đời chồng em phải qua nói chuyện rõ ràng này kia. Thế anh ta trốn à?
anh ta chỉ ngồi chỗ đó thôi nhưng mà không dám qua nói chuyện. Chỉ ngồi như dạng là giữa. Không, tại vì có em ở đó nên không dám qua. Và như thế tức là anh ta cũng gọi là chấp công nhận là mình đã có mối quan hệ với cái cô gái kia đúng không? Không phủ nhận đúng không? Không nói tiếng nào hết. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào anh. Em ở tỉnh Tây Ninh. Tây Ninh. Thế còn cái cô bé kia ở đâu? Cô bé đó cũng cùng xã với em luôn. Cùng tỉnh, cùng xã. À, cùng tỉnh, cùng xã. Ông xã bao tuổi? Ông xã nay 39, em 37. À, cũng còn trẻ nhờ. Các cháu lớn không? Dạ, đứa lớn em nay cũng 18 rồi. Ông xã thì làm ở nhà lặt vặt thôi, còn mình thì đi công ty đúng không? Dạ, vừa kinh doanh buôn bán nhỏ. Ừ, phụ nữ ra ở nhà vừa trông con, vừa làm việc nhà, vừa kinh doanh nhỏ thì nó đỡ. Đây thì mình đã đi công ty rồi. Thế dạ. Là ông ở nhà thì thích đóng cửa hàng thì đóng, mà thích mở thì đi mở đâu đúng đi. Không? Đi đâu thì đi, thành ra nó cũng... Cái việc ông xã quan hệ với cô bé kia và khiến cho cô ấy có thai là có thật, bởi vì cô đã đến tận nhà để cô ấy muốn báo cho anh ấy để xem anh ấy giải quyết thế nào. Và ông xã đã ngồi một bên là người tình, một bên là vợ, ông xã không nói năng gì. Sau mấy mình lại nhảy ra mình tiếp chuyện cô ấy, mà cứ để cho ông xã là ông ấy xem ông ấy xử sự nó ra làm sao nào. À đấy, anh ra mà tiếp cái kìa, người ta tìm đến anh, người ta bảo là anh làm cho người ta có thai có chửa đấy, đẹp mặt chưa, đi ra đấy nói chuyện đi ra. Mình mới là người ngồi làm quan tòa để xem là ông xã với cô kia nói gì. Thế rồi xem là ông có hứa rằng là thì cứ về đi rồi bao giờ đẻ thì sẽ cho đăng ký gọi là khai sinh con, nhận làm con ngoài giá thú, rồi là cho mang họ bố. Thế còn thì cô đẻ thì cô cứ nuôi đi, tôi có điều kiện thì tôi hỗ trợ, hay xem là họ ấy làm thế nào, đúng không? Thế xong khi cô ấy ra về thì mình nói gì với ông chồng nữa? Bữa xảy ra chuyện đó thì chị em chồng, má chồng rồi nó đều biết hết. Nên ai cũng cản, em chỉ nói chuyện bình thường thôi. Em chỉ như mình cũng bức xúc, mình chỉ chửi vậy thôi. Ừ. Còn chồng em là nằm ngồi cửa giữa, chỉ lắng tai nghe. Ừ. Cô kia thì cứ ngồi đó yêu cầu chồng em phải qua nói chuyện rõ ràng. Ừ, sao mình không thả cho ông ra, ông nói chuyện xong là... Nhưng ông... mà chồng em không qua, chồng em cứ ngồi đó nín thinh. Thế rồi, thế xong cái cô bé kia xong thì cô ấy về đúng không? Đòi không được thì cô tự về. Khúc đó là bắt đầu mấy chị bên chồng em mới níu kéo kêu về, nhưng mà nhất quyết không về. Một hai phải bắt chồng em qua nói chuyện. Tóm lại là sao, người ta có về không? Rốt cuộc rồi làm chị em bên chồng em làm dữ quá mới về. Dọa cho là về đúng không? Thế dạ. Sau đấy thì khi cô kia có về rồi thì mình đã xử lý gì với ông chồng? Bởi ở đây là lỗi ở phía ông chồng mình nhá, không phải ở cô kia. Cô không tự đến nhà mình để cô chui vào trong buồng của vợ chồng mình để cô ngủ. Chắc chắn ông chồng mình phải gạ gẫm tán tỉnh rồi thì mới người ta mới thương rồi mới dễ dàng mới ngủ được với nhau như thế. Thế thì mình đã làm gì với ông chồng? Chồng em nói là nó không qua lại, không, nó sẽ dứt khoát. Nhưng mà con cái này, con của ảnh tạo thì ảnh không bỏ được. Tức là nói với em vậy. Nghĩa là làm sao? Thế bây giờ thì ông nói rằng là thôi thì bây giờ là ông không đi lại với cô ấy nữa gì. Thế nhưng mà con của ông thì ông vẫn chấp nhận, nghĩa là ông đón nó về đây để tôi nuôi, hay là để ở trên rồi ông chạy qua chạy lại hai vợ, hay là như thế nào? Phải hỏi cho nó rõ, xem cơ bản nhất là thái độ ứng xử của ông ấy nhá. Em thì em cũng hỏi như vậy, nhưng mà anh nói là như là chỉ có trách nhiệm chạy qua như cấp tiền kia thôi, nhưng mà người mẹ thì nó không quan tâm nữa, nói với em vậy. Nhưng mà em thì chả tin. Đúng, anh chả tin. Bởi vì mỗi lần lên gặp đứa con thì gặp mẹ nó một tí, đúng không? Bởi vì người ta cũng có tình có cảm với nhau rồi. Đấy, cho nên mình sẽ rơi vào cái tình cảnh là bây giờ thế này. Đúng là ông có thể ông không bỏ được con ông ấy. Bởi vì người lại còn người cùng xã nữa. Và cũng tiện thợ lợi là người ta cũng chạy qua chạy lại. Rồi bên nội cũng như là các anh chị mà bên nhà chồng ấy, người ta có thể lúc đó người ta cũng muốn giữ gìn, đề phòng là mình ghen tuông quá, mình làm mạnh tay. Cho nên là người ta mới dọa đuổi cái cô kia là về đi để không chọc tức mình, chọc giận mình, để mình có thể có những hành động nọ. Chứ còn về mặt này khác thì người ta cũng thấy thôi, cũng là cháu người ta đúng không? Cái đứa bé kia nó không có lỗi gì cả, cũng sẽ là cháu ông bà, nó vẫn là cháu của các bác. Cho nên là người ta cũng sẽ chẳng phải đến nhà cô kia để người ta đánh đập gì cô, hay là ta bắt cô là bỏ đứa con đi đâu. Cái chuyện ấy là tất cả lúc ấy người ta đứng về phía mình là người ta chỉ lo rằng mình cảm thấy mình bức xúc rồi, mình có những hành động nó dại dột. Thế thì mình đang rơi vào tình cảnh là một là phải chia sẻ chồng đó. Chắc chắn là mình sẽ không làm gì được thì đành là chấp nhận là thôi thì cứ một tuần nữa
ông ấy lên trên đến một ngày, rồi hai nữa là ông ấy buôn bán lặt vặt, có được cái gì thì cũng phải đưa lên đấy con. Nhà mình mấy cháu? Dạ hai cháu. Ừ, trai gái? Dạ hai trai. Ừ, bên kia sắp đẻ chưa? Dạ sao tháng mấy. Là em hỏi thì anh nói là y như là đi chơi với bạn bè, rồi vui quá trớn là chỉ bị gài. Rồi, tất nhiên người ta cũng phải nói thế thôi cũng được. Không ai người ta nói là anh thương cô, anh gạ gẫm, anh phải tán tỉnh mãi mới được. Người ta cũng phải nói là bị gài bẫy, bị lừa. Hôm ấy anh quan hệ anh chẳng biết gì, bọn bạn nó rủ dê uống có chục chén, cuối cùng mở mắt ra thấy nằm cạnh cô ấy, chắc cô ấy lừa anh. Tất nhiên những ông chồng thường thường cũng phải dùng cái bài ấy, ít ra thì cảm thấy nó nhẹ lòng hơn một chút, là một cái sự thật trắng phớ là người ta đi lại với nhau cả năm nay rồi, đúng không? Em thì em dự định thế nào? Giờ em cũng không biết sao, đang hụt hẳn, không biết là nên thôi hay là ở. Đấy, nếu ở thì chấp nhận là gọi là chia đấy. Mình thôi vợ cả, vợ chính, chắc tất nhiên là họ sẽ không đăng ký kết hôn. Về mặt luật pháp chỉ có một vợ thôi. Nhưng mà trên thực tế thì bên kia là người tình, người mẹ đơn thân, người ta tự đẻ, người ta tự nuôi con, và bố này là bố không chính thức, qua lại lại rồi hỗ trợ tài chính nuôi con. Chắc chắn là mình cũng sẽ bị chia sẻ tình cảm, mình không còn nguyên vẹn 100% nữa. Đấy, mình xem nếu như thế thì mình có chịu được không. Thế còn cái việc thứ hai là mình nghĩ đến chuyện bỏ thì có tiếc không, được cái gì. Bởi vì đôi khi có những người chỉ muốn hất đi cho xong, bỏ hết đi cho nó lành. Thậm chí nghe người này người khác nói rằng là cái loại chồng như thế thì giữ làm gì, tao như thế thì tao tung hê đi, tao cho đến nhà cô kia mà ở luôn, vân vân. Thế nhưng mà mình cũng ngẫm lại xem, mình bỏ từ một nỗi đau này mình chuyển sang một nỗi buồn khác còn lớn hơn, một nách lại hai con. Rồi bây giờ vợ chồng nhà cửa nhà đất chia chác như thế, rồi là ông ấy ra đi hay mình ra đi, mình đang đi làm công ty giờ lại dắt díu một đứa con không đi thuê nhà trọ, trong hai mẹ con cũng vất vả, thì tất nhiên là hướng nào nó cũng có cái khó chịu, cái bực bội của nó. Nên mình cân nhắc làm sao để chọn cái nó đỡ khó chịu nhất thôi, chứ còn trong trường hợp của em thì không có cái hướng nào tốt được nữa rồi. Bỏ cũng không hay mà chấp nhận thì cũng không có sung sướng gì. Cách tốt nhất vẫn là giá đừng ước rằng chuyện nó không xảy ra, nhưng chuyện đã xảy ra trong trường hợp này thì chọn hướng nào cũng đều rất là gian nan. Nghĩ thật kỹ, đừng có vội nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Xin chào bạn nhé, và hy vọng bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn lúc này của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Kiên Giang. Vâng, tôi nghe này nhỉ. Dạ vâng, chào anh. Câu hỏi của anh là gì vậy? Vâng, câu hỏi của tôi thì tôi hỏi bác sĩ là bây giờ là vợ tôi năm nay là 42 tuổi. Vâng. Mà là sao thuốc tránh thai là 3 tháng. Vâng. Mà ngưng rồi mấy tháng nay là sao nó cứ bị rong kinh. Rồi, thế là 42 tuổi rồi à? Vâng. Và từ trước đến nay thì là chị ý có dùng thuốc tránh thai không? Cũng lúc có, lúc không, mà cũng mới dùng đây thôi. Cũng là mới dùng đây thôi. Ồ, thế làm hai người được mấy con rồi? Được 4 đứa rồi, có xui ra có cháu ngoại rồi. À, có xui ra có cháu ngoại rồi. Và bây giờ thì là 3 tháng nay thì là uống thuốc tránh thai thì là tự nhiên rong kinh. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng, tôi chào anh. Vâng, chào. Anh năm nay bao tuổi anh? Em 46. Kinh nguyệt của vợ còn đều không? Kinh nguyệt ấy thì là đều, mà mỗi cái là từ cách đây 3 tháng nay làm sao mà nó cứ rong đều, kể như là một tháng 30 ngày thì nó bị hết 20 ngày, hơn 20 ngày thì bác sĩ. Ô thế hả? Thế và vợ thì đang dùng thuốc tránh thai à? Hàng ngày à? Và ngưng 3 tháng nay rồi. Đi khám ở trên bệnh viện thì bác sĩ người ta nói là nó kiểu nó bị ảnh hưởng cái thuốc ngừa thai ấy mà không biết có phải không bác sĩ. Tức là vợ em áp dụng biện pháp tránh thai bằng phương pháp dùng uống thuốc hàng ngày à? Vâng, uống được có 3 tháng là ngưng rồi, nó bị rong kinh cái là ngưng, không dám uống. À, trước đây thì có dùng biện pháp gì? Trước đây là dùng đặt vòng. À thế hả? Xong rồi, sau khi đặt vòng rồi thì mới quay ra sử dụng thuốc đúng không? Vâng. Thế cô ấy uống thuốc được bao nhiêu lâu? Uống được 3 tháng rồi bác sĩ. Uống thuốc 3 tháng xong rồi bị rong kinh, thế là bây giờ ngừng uống thuốc rồi gì? Vâng. À, thông thường những người 42 tuổi thì chúng tôi cũng không khuyên là áp dụng pháp tránh thai bằng phương pháp dùng thuốc tránh thai hàng ngày nữa, mà sẽ phải dùng biện pháp khác, bởi vì lúc này thì cái nội tiết ở trong cơ thể nó cũng đã bắt đầu nó có sự thay đổi rồi, cho nên
là sẽ dùng biện pháp khác. Thế còn đã ở Kiên Giang thì đã đưa vợ khám ở đâu ạ? Tại vì là ở đây giờ này em chỉ có đi khám được ở huyện thôi, chưa ở tỉnh, là tại cái dịch này là cái các chốt người ta chưa cho đi. Đúng rồi. Có chỗ thì 15, chỗ 16 ạ. Vâng. Trong tỉnh. Đi khám ở bệnh viện huyện thì người ta bảo bị sao? Là do tác dụng phụ của thuốc à? Vâng, người ta nói là do tác dụng của thuốc. Người ta nhìn, người ta khám thôi chứ người ta cũng chịu âm thôi chứ người ta nói là dò cái gì cái tên máy dò gì ở thì giá nó có, ở đây không có. À thế hả? Đúng là một trong những cái tác dụng phụ của thuốc tránh thai hàng ngày ấy, thì nó lại là bị rong kinh. Tất nhiên cũng không phải nhiều người bị cái tác dụng phụ đấy đâu. Thế và thậm chí là có những người lại bị rong kinh nhiều thì người ta lại phải dùng thuốc tránh thai để điều trị, chứ không phải là uống là bị đấy. Thế nhưng mà trên cơ địa vợ mình thì có thể là nó có cái tác dụng phụ của nó là bị rong kinh đấy. Nhưng mà rong kinh tới 20 ngày trong một tháng thì thật sự là rất là khó chịu, và thứ hai nữa là nó cũng là gây cái tình trạng mất máu, nó kéo dài, nó để lâu nó cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của vợ. Bởi vì 42 tuổi cũng đã nhiều người mà người ta nếu như người ta có kinh sớm thì người ta cũng có thể đã bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh rồi, hay nói cách khác là ở cái giai đoạn này thì chu kỳ kinh nguyệt nó cũng không ổn định, thế và nó có thể thỉnh thoảng nó cũng có thể có những cái nó bất thường để chuẩn bị bước vào cái giai đoạn mãn kinh. Thế thì bây giờ thế này, việc đầu tiên bây giờ là ngừng thuốc hoàn toàn thì là vợ đã ngừng rồi. Cái thứ hai nữa là bây giờ thì theo tôi thì thế này, trong cái giai đoạn như thế này thì em nên hạn chế cái quan hệ tình dục với vợ, bởi vì là trong những cái thời điểm như thế này thì rất dễ gây tổn thương hoặc là gây nhiễm trùng, nhiễm khuẩn cho cô ấy thì nó không tốt nhá. Còn nếu có quan hệ tình dục thì phải sử dụng bao cao su ngay từ đầu. Đấy. Thế và một số cái nguyên nhân mà nó có thể gặp, thì nguyên nhân hay gặp nhất nó là do đầu tiên có thể là do bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì nó thay đổi nội tiết. Cái lượng nội tiết nó không ổn định, nó cũng có thể là gây ra cái hiện tượng rong kinh, rong huyết như vậy. Cái thứ hai nữa là có thể là ở cơ quan sinh dục của vợ, ví dụ ở tử cung, ở buồng trứng, hoặc là ở kể cả vòi trứng, nó có những cái bất thường, nó không bình thường thì nó cũng có thể gây ra hiện tượng rong kinh rong huyết. Ví dụ nhiều người phụ nữ bị u xơ tử cung chẳng hạn thì cũng rất hay bị kiểu rong kinh rong huyết như thế. Ví dụ như thế, đấy là tôi đang đưa ra với mình một số cái nguyên nhân. Thế rồi một số cái nguyên nhân khác nữa, ví dụ như suy buồng trứng chẳng hạn, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc sản xuất ra nội tiết tố sinh dục nữ, và nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như thế. Thế tóm lại là để kiểm tra được cái nguyên nhân vì sao mà cái hiện tượng rong kinh như vậy thì đúng là mình phải đi khám ở những cái nơi nó có chuyên khoa tương đối là sâu ấy, thì lúc đó người ta sẽ có nhiều những cái biện pháp hơn. Bây giờ quan trọng là mình cố gắng động viên cho vợ và cho cô ấy ăn uống bồi dưỡng. Ví dụ có thể uống thêm viên sắt, hoặc là ăn những cái thực phẩm mà nó có dầu sắt, hoặc là để cho nó tạo máu ấy, nó cung cấp tạo máu để hỗ trợ cho vợ. Bởi vì là rong kinh rong huyết kéo dài như thế này nó cũng gây hiện tượng mất máu, và có thể cô ấy sẽ rất là mệt nhá. Thì mình sẽ chăm sóc thêm cho vợ, rồi có điều kiện thì mình sẽ đi khám, thì sẽ tìm được nguyên nhân và sẽ điều trị được cho vợ mình. Rồi, xin chào anh nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thị Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Vâng, em chào chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Vâng, em với một chị ấy, thì chị muốn là chị có một con rồi, nhưng mà thời chị muốn sinh con thêm thì cái trứng của chị kém ấy. Chị đi làm IVF mấy lần đều kiểu lỗi các thứ ấy, thì chị muốn tìm trứng em, thì ngoài cái vấn đề sức khỏe ra, em còn sợ sau này là ví dụ mình về cái lĩnh vực tình cảm sau này ấy, thì em rất ăn lo, con nên giúp chị cho chị trứng không? Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tiếp chuyện chị nhé. Công nhận là mình cũng chắc là phải thân nhau lắm ấy nhỉ?
Thật ra thân thì đúng không? Có thân đâu. Không phải chị em gái nhưng mà cũng là mối quan hệ trong gia đình, nhưng mà em cũng không muốn nói cái mối quan hệ này bởi vì em sợ sâu quá. Nói chung là chỉ là giúp nhau chứ không phải là thương mại chị ạ. Đúng rồi. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em 32, chị thì 40. À thế hả? Thế và bạn ý mới có một cháu à? Vâng. Và bây giờ thì chồng của bạn ý thì như nào ạ? Chồng chị đấy cũng đồng ý, nhưng chị chỉ nói là chị xin ở bệnh viện thôi. À. Kiểu hai vợ chồng cũng muốn sinh con theo ý muốn mà. Ừ. Chồng bạn thì có biết chuyện không? Chồng em thì bảo là cái này thì tùy em ấy. Ừ. Em có nói chuyện ạ. Ừ. Nếu mà thế thì dự định là phương pháp sẽ là thụ tinh trong ống nghiệm đúng không? Sau đó thì sẽ nhưng mà thực ra là cái đắn đo về sức khỏe thì em có nghĩ là có thể vượt qua giúp chị được, nhưng em sợ sau này về cái vấn đề ví dụ mình cứ thỉnh thoảng lại gặp con mình hoặc các thứ sau này về cả cuộc đời sau này ấy. Đúng rồi. Em không biết là có vượt qua được không? Đúng rồi. Nếu như mà bạn hiến tặng trứng ở trong bệnh viện thực sự ấy, vâng, hoặc đấy, là chị ấy sử dụng trứng của một người vô danh nào đó ở trong bệnh viện, tức là không biết về nhau ấy, thì nó lại rất là dễ đúng không? Và nó chỉ là những cái thủ thuật về bên hỗ trợ sinh sản thôi. Đấy. Em thì cũng không dám hỏi kỹ, nhưng mà em nghĩ chắc chị là sợ là ví dụ xin ở ngoài thì không biết nguồn gốc hoặc là có bệnh gì kiểu về gen, kiểu bệnh di truyền hay các thứ, em đoán thế thôi. Ừ. Cái này thì quyết định cuối cùng vẫn là ở mình. Vâng, mình có vượt qua chính được cái cảm xúc của mình hay không để mà tặng trứng của mình cho bạn mình. Tuy nhiên thì như mình cũng đã đang rất là cân nhắc, bởi vì nó có nhiều cái hệ lụy đúng không? Và tất cả những cái hệ lụy đấy thì nó rất là kéo dài, chứ nó không phải là ngày một, ngày hai, hay nó không phải chỉ là mình hiến tặng xong đi rồi là xong, mà kết quả nó rất là lâu dài. Cũng chưa biết chừng nó có thể ảnh hưởng cả đến cái hạnh phúc gia đình nhà mình nữa, mặc dù tại thời điểm này có thể chồng mình cũng ưng thuận. Thế thì theo tôi thì thế này, tốt nhất cả hai vợ chồng người ta phải đồng thuận và người ta phải đến bệnh viện có cái hỗ trợ về cái chuyên khoa về hỗ trợ sinh sản. Thế và họ cũng phải thực hiện rất nhiều các cái thủ tục cũng như là các cái cam kết. Mẹ hiện nay là hơn 40 rồi thì cái 40 thì cái xác suất của đó cũng không phải hoàn toàn là 100% đâu. Thì mà bác sĩ bảo là khuyên là xin trứng thì dễ bị kém ấy. Ừ, tự tin trong ống nghiệm mà cái tỷ lệ thành công nó cũng dưới 50%, chứ đừng nói là lại còn trứng của mình nữa. Tuy nhiên đấy thì có nhiều cái mình phải cân nhắc, chứ còn cái này thì chuyên gia cũng không thể nào quyết định thay cho bạn được. Yeah. Em cảm ơn chương trình rất nhiều, cảm ơn chuyên gia. Rồi, chào bạn nhé, cảm ơn chị Hoàng Thị Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo. Tôi đang nghe đây, câu hỏi của bạn là gì? Em năm nay 30 tuổi. Rồi. Và yêu một cô gái 25 tuổi. Rồi. Em đều yêu nhau lần đầu. Thế à? Em công tác ở công ty Lilama. Thế à? Vâng. Thế rồi. Nhưng mà em thì phải đi công tác liên tục, nhưng mà cô ấy trước khi yêu em là cô ấy bảo là sẽ chuyển về quê em. Rồi. Để cho gần gia đình các cụ giúp đỡ. Là Bắc Ninh nhà, cách nhà 80 cây cơ. Thế nhưng bây giờ chúng em đến với nhau thì cô lại không muốn cưới nữa. Ừ. Bởi vì cô ấy bảo là em phải chạy cho cô ấy về, mà gây go quá, kinh tế bây giờ không làm nào được. Sao lại cứ phải nghĩ là chạy nhỉ? Vâng, thì cô ấy bảo là bây giờ phải chạy cho cô ấy về gần. Ừ. Cô ta làm nghề gì? Cô ấy dạy học anh ạ. À, thế thì có chỉ tiêu thì xin là sẽ được thôi, chứ làm sao phải chạy? Không xin được anh ạ. Thế à? Cô lại nhờ em mua các thứ lằng nhằng cho gia đình cho cô ấy, nhưng mà em chả dám thanh toán lần nào cả. Thế em sợ. Nhiều tiền không? Cũng nhiều đấy. Thế à? Tổng cộng là bao nhiêu rồi? Tổng cộng cũng phải độ 30. 30 triệu á? Vâng. Rồi, thế cô ta có hay nghe đài không? Chả biết cô ấy có nghe không, nhưng mà em nghĩ về bạn gái thì em không muốn nói. Cô mà nghe thế thì cô lại xin số tài khoản rồi cô chuyển thẳng 30 cho là chết. Bây giờ em có bạn mới, cô cứ nói xấu trên mạng chán lắm. Thế lại bỏ rồi à? Bỏ cái cô anh em bảo là nếu mà không lấy nhau nữa thì phải chia tay. Thế chia tay thì cô lại cứ nói xấu. Thế chia tay rồi à? Vâng, em chia tay rồi. Thế bây giờ bạn hỏi chúng tôi làm gì nữa? Em muốn hỏi xem là cô cứ nói xấu thế thì nên như thế nào? À, thế đâm ra là hai người không có cơ hội quay lại nữa à? Dạ vâng. À, thế à? Tôi lại cứ hí hửng là tưởng là sẽ lo được cho người yêu về gần nhà. Vâng. Thế bây giờ bạn mới thì làm sao? Thế bạn nào? Bạn mới thì bạn bảo anh phải nghiên cứu kỹ, không thì em cũng ngại lắm. À, thế à? Bạn mới thì bao nhiêu tuổi? Bạn mới cũng kém em 5 tuổi thôi. Thế à? Thế là cũng xác định lâu dài chưa? Em cũng xác định lâu dài, nhưng mà tình hình này thì em thấy nó phức tạp quá. À, bây giờ phải giải quyết dứt điểm cái cô cũ đi đúng không? Em giải quyết dứt điểm rồi, nhưng mà cô ta hay cứ nói xấu đúng không? Cô ta nói những cái gì? Xấu những cái gì? Ví dụ như là nói gia đình thì em không tốt, thì em là người không có lập trường. À.
không có lập trường. Thì em là người thế nọ thế kia, em không thích. Nhưng mà xấu ấy có thấy thật đoạn nào? Cái đó hoàn toàn có anh. À, thế em đàn ông thật, nhưng em không muốn nói những cái chuyện ấy. Nhưng mà tôi cũng thấy có vẻ không có lập trường. Thấy cái đoạn mà xa xa gần gần 80 cây số thì đã thấy là đã chia tay nhanh thế rồi, chứng tỏ tình cảm nó cũng đơn giản nhỉ? Không phải, cô muốn em là phải chạy về cho cô ấy cơ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi chào em, trai 30, 30 tuổi đang xoan, cứ từ từ không sao cả đúng không? Lilama là văn phòng đặt ở đâu em? Em ở Bắc Ninh mà. À, ở thành phố Bắc Ninh hả? Vâng ạ. Đúng rồi, lắp máy, tổng công ty lắp máy gì đấy đúng không? Em, vâng, em cứ phải đi suốt, em có nhà đâu. Hôm nay tỉnh này, mai tỉnh khác. Thì người ở đâu ta cần lắp máy thì mình phải đi lắp chứ, lại còn nằm ở nhà thì lắp cái gì? Thế nên là mới muốn yêu cầu cô ấy về quê, nhưng mà cô ấy không, cũng muốn về nhưng mà muốn em phải chạy cơ. Thế còn thì quê em thì ở đâu? Quê em ở Hà Nam. À, Hà Nam tôi ở chỗ Phủ Lý đấy hả? Dạ vâng ạ. Hay là huyện? Em ở Bình Lục. À, Bình Lục. Tức là muốn thế này, mình thì làm ở Bắc Ninh, nếu lấy cô nào thì phải chuyển cô ấy về ở Bình Lục. Thế xong rồi mình cứ tuần thì mình phi từ Bắc Ninh về với vợ, xong rồi sáng thứ hai đi làm sớm như thế đúng không? Cô ấy cũng ở Bình Lục anh ạ. Nhưng mà hiện nay cô cái cô nào ở Bình Lục? Cô cũ ấy, cô cũ người yêu cũ là vẫn ở Bình Lục. Thế sao sợ lại còn chạy đi đâu? Thế thì cô muốn bảo em là phải về đấy, vì bây giờ cô có ở Bình Lục đâu, nhưng mà quê chúng em thì đều ở Bình Lục cả mà. Cái quan trọng gì quê ở đâu, cơ bản là em thì em muốn rằng em đi làm ở Bắc Ninh nhưng mà lấy vợ thì vợ phải về Bình Lục ở để cho nó cạnh bố mẹ mình đúng không? Vâng, mà cô cũng cạnh nhà cô ấy. Rồi, thế nhưng bây giờ không nói đến cái cô cũ nữa. Vâng. Chuyện nó xong rồi, đã giải tán, đã đưa nhau lên mạng nói xấu thì rồi. Thôi nói xấu cũng là một cách để mình rút kinh nghiệm. Cô có nói nhiều viết trên Facebook hay là trên cái gì? Cô viết trên Facebook, cô nói lịch trình. Cô có nói rõ tên em là anh Nguyễn Văn Tuấn ở Bình Lục, là người đàn ông không có lập trường, yêu người ta mấy năm xong nay đùng một cái bỏ, có thế không? Cô không nói thế. Thế cô nói nào? Nói xấu rồi. Cô nói thí dụ như là nhà không cơ bản, bây giờ thì bố mẹ không tốt. Ôi thì kệ. Nói lình đình lắm. Thôi thì vì không tốt, gia đình thì không cơ bản, tôi thì không có lập trường cho nên tôi cũng không dám yêu cô. Giờ tôi xin tôi rút yêu người kém hơn. Không sao cả. Mãi rồi người ta cũng sẽ chán. Tưởng là người ta nói thẳng tên mình, rêu rao lên là ai đọc cũng biết, chứ còn thì đây chẳng qua thế này. Em rút lui, em đột ngột quá. Vì thực ra thì cô cũng mong muốn gắn bó với em, chỉ cần em cố gắng một chút thôi thì có thể động viên là chạy trước thì cũng phải từ từ, hai nữa là chưa chắc đã cần chạy, hoặc là cái mối quan hệ của em với cô ấy là cũng nhiều người biết đúng không, đồng nghiệp cô đều biết đúng không? Cũng ít thôi ạ. Nhưng mà có cái là cô yêu cầu em lớn quá, bây giờ yêu cầu tiền chạy như thế thì em không chạy nào được. Thật ra thì hoàn cảnh của em là nó khó khăn, chứ còn thì với cái yêu cầu có nhiều người mà người ta muốn là này mình bốc một cô giáo về để ở gần bố mẹ mình để mình yên tâm đi công tác, lại còn có người chăm lo bố mẹ mà chỉ có mất phần đấy tiền mà hơi bị rẻ. Thôi nhưng bây giờ không nói chuyện cũ nữa. Cô nói chán thì thôi, mình không có bực tức, mình cũng không gây sự. Ví dụ cô viết ở trên thế mình lại dưới mình lại comment lại, mình lại nói lại rằng em là người tồi rồi, em không đáng là thế nọ thế kia làm gì đúng không? Tự nhiên mình lại biến thành một người cãi nhau. Cô viết để cô xả cái bực cái tức của cô thôi, rồi một thời gian nữa thì nó cũng sẽ không ai để ý đến nữa. Bây giờ thì mình tập trung nghiên cứu cái đối tượng tiếp theo này. Làm quen được bao lâu rồi mà cô ấy thì có lặp lại cảnh cũ không? Có quá khó khăn về chuyện ở xa không? Không, cô này thì không, vì chúng em cùng gần cơ quan nhau mà. Tức là cô cũng ở trên Bắc Ninh. Vâng, nhưng mà cũng gần cơ quan nhau. Biết rồi, gần cơ quan thì em có định lại phải đưa cô về dưới Bình Lục không? Cô ấy cũng có đồng ý về, mà cô ấy bảo cô ấy về được. Cô làm nghề gì? Cô ấy cũng giáo viên. Cái cô này thì là sẵn sàng về được mà không cần phải là anh chạy đúng không? Không, em tự chạy. Không cần gì cả. Thật à? Ồ, vâng. Cô dạy môn gì? Cô dạy môn hóa. Cấp 3 hay là cấp 2? Cấp 2. Cấp 2 môn hóa. Thậm chí là thôi việc ở trên Bắc Ninh xong là về Bình Lục rồi có cái bằng cầm đi bắt đầu xin lại từ đầu, đúng không? Cô chắc mới ra trường, cô kém em 5 tuổi, nghĩa là 25. Vậy chắc mới ra trường độ 2 năm. Vâng, thế ạ. Đúng thế. Cũng nếu mà ấy có khi cũng mới hết tập sự, chưa có gì lắm, vâng, đúng không? Thậm chí là nếu cần thiết tình yêu đủ lớn thì bỏ đi. Còn mình đã có cái bằng sư phạm rồi thì mình đi Cà Mau, mình xin ở Cà Mau, đi ở Đồng Tháp, xin Đồng Tháp chứ đâu có cần gì lắm đúng không? Thế thì tốt. Bước đầu thì nghe thấy rằng là cô ấy có cái sự quyết tâm và hiện nay thì là nhà em với nhà cô, chỗ em làm với chỗ cô làm nó gần nhau, có điều kiện để mà tìm hiểu. Cứ tìm hiểu tiếp tục nhá. Thế và em cũng nhất thiết là phải về Bình Lục không? Bởi vì nếu nhà mà đông anh em rồi bố mẹ còn
khỏe còn trẻ, thôi mình cũng còn rất là trẻ, tung bay bay nhảy đi, mai kia để già tính sau, về quê sau. Còn bây giờ đừng có cứ xác định đi gặp ai, cứ phải là nếu lấy anh thì về Bình Lục, nếu lấy anh thì về Bình Lục, thì nghe nó cũng là cái đặt khó cho người ta nhá. Vâng. Bước đầu thì nghe thấy cái đối tượng sau này cũng có thể có sự quyết tâm hơn, nhưng mà lưu ý là thôi hỗ trợ tiền hay là tặng quà hay gì đấy thì mình đừng có kể lẻ rồi đấy, nó lại thành mang tiếng là mình là người cứ làm cái gì ghi sổ tay kinh thế, đúng không? Nghĩ trong bụng thôi, nhẩm nhẩm một người thôi chứ cũng không cần phải kể lẻ nhá. Rồi bạn đã nghe rõ rồi chứ, chúc bạn hạnh phúc nhá. Em chào anh Tinh Đoàn nhé. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Đây là tôi đây ạ. Vâng. Chào bác ơi. Vâng. Chào bác nhé. Vâng, tôi muốn hỏi cho cái thằng cháu trai nhà tôi mà. Vâng, cháu trai nhà cháu, chị. Vâng, năm nay cháu 34, 35 rồi bác ạ. Dạ vâng. À, cháu đã có một đời vợ rồi. Vâng. Vợ cháu lại đi Trung Quốc, là cháu đẻ hai đứa con gái. Vâng. Hai đứa con gái, một đứa lớn năm nay là cháu 14, còn một đứa thì 13. Rồi ạ. Nhà tôi nuôi mà ông bà nội nuôi, thì giờ bố cháu thì từ hồi mẹ cháu bỏ đi là tức là 14 năm nay rồi thì là nó cứ đi như con thư thân đi, đại khái là cũng yêu nhiều người lắm rồi đưa về, nhưng mà cũng bảo là cưới, nhưng mà bác ơi làm sao, trước thì đẻ hai đứa con là như thế, đẻ là 2 năm liền là đều hai đứa con vậy. Thế từ đấy giờ vợ nó đi thì cháu nó cũng có đi, gọi như trước ngày mình bảo là nó đi Giang Mai chứ bác ạ. Vâng. Là nó về thì nó cũng giấu tôi, thế là đến 2 ngày hôm sau nó mới bảo thì tôi cũng có đi, tôi với em thì tôi đi, tôi mua cho cháu cái thuốc, tôi cũng đến đội thuốc, tôi cũng kể cho bảo là cháu nó bị bệnh Giang Mai. Vâng. Bây giờ nó đi, tức là nó đi với gái thì nó bị bệnh Giang Mai, thì bán cho tôi thì họ bán cho là 5 ngày thuốc bác ạ. Vâng. uống thì cháu khỏi. Vâng. Thì họ dặn là khi nào mà khỏi mà sang đây mà nó không ra mủ nữa thì sang đây, thì là mà không ngứa nữa thì họ sẽ bán là cho thêm 3 liều nữa. Vâng. Thì tôi cũng sang uống 3 liều tiếp thì là đến khi tức là nó uống nó khỏi rồi là nó có đi, thì từ đấy là đến bây giờ vậy, gặp lấy đời vợ rồi mà sao không đẻ, không có con bác ạ, đẻ được. Tôi nói với các bác là giúp cháu xem là uống cái thuốc gì mà để cho cái tinh trùng nó khỏe lên. Oh. Xem là cháu có đẻ thêm được một bận nữa không? Rồi, con trai chị là lấy vợ hai là được bao lâu rồi? Lấy 2 năm nay rồi bác ạ. 2 năm nay và chưa có con đúng không? Và chưa có con. Mà đi khám thì vợ thì không bận gì, nhưng mà chồng là cái tinh trùng của cháu là nó vẫn là âm tính chứ không phải là dương tính. Ông bác sĩ ông bảo là nếu như mà nó là dương tính thì không thể được, nhưng mà đây nó vẫn là âm tính. Thế nhưng mà có cái là nó yếu, là nó tóm lại là con trai của chị là vẫn dương tính với Giang Mai đúng không? Vâng. Và tinh trùng thì yếu đúng không? Vâng, đấy. Năm nay cậu ấy là bao nhiêu tuổi, con trai chị bao nhiêu tuổi? Cháu là năm nay là đi 35 rồi, cháu tuổi mão đấy. Thế 35 tuổi rồi mà đi khám thì mẹ cũng phải lôi đi, đi mua thuốc thì mẹ cũng phải đi mua hộ đúng không? Vâng, tức là cháu nó về nó bảo thì tôi phải đi tôi mua. Rồi, tôi hiểu rồi. Lo lắm bác ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Vâng, tôi chào chị. Vâng, em chào, tôi chào bác. Vâng. Thực ra là chị rất là yêu con. Vâng. Chị yêu con nhưng mà nó không đúng cách. Vâng. Vâng. Cái chuyện thôi thì vì vợ bạn ấy bỏ đi Trung Quốc, cái cuộc sống của gia đình nó không được như ý muốn, cho nên là bà nội thì lại phải nuôi 2 con đúng không? 2 cháu. Vâng. Vâng. Thế và con lại được chẩn đoán là Giang Mai, tức là một cái bệnh xã hội nó rất là ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, không phải trước mắt mà cả lâu dài. Nếu đúng thực sự là được chẩn đoán Giang Mai thì nó phải được điều trị đúng ở chuyên khoa da liễu, và thậm chí là phải điều trị rất nhiều năm. Tại sao chị lại có thể đi ra hiệu thuốc mà kể mà hiệu Thái Bình mà lại dám bán thuốc Giang Mai cho con chị, thì tôi thấy thật sự là rất là quan ngại. Bởi vì nếu đúng là Giang Mai mà điều trị như thế thì không, nó không những nó đã không khỏi mà nó lại trở thành Giang Mai mãn tính. Mà khi mãn tính như thế thì con chị lấy vợ có thể còn làm lây cả sang vợ mới, rồi thậm chí là nếu có con thì lại còn lây ra con nữa, tức là người ta gọi là Giang Mai bẩm sinh. Nếu đúng thực sự là Giang Mai thì thật sự là mình đã
đã yêu con không đúng, cũng như là cái mà chị xử lý nó không đúng với sức khỏe của con. Bây giờ thì thế này chị ạ, thôi mình sẽ không bàn về cái chuyện đấy nữa, mà tôi muốn là chia sẻ với chị là con chị phải làm gì bây giờ để mà cái không phải chỉ sức khỏe của bạn ý mà còn phải tương lai rồi hạnh phúc rồi là vợ rồi con ở cái người vợ sau này, đúng không ạ? Trước mắt bây giờ thì chị không thể làm thay con chị được nữa rồi nha. Chị chỉ có thể hỏi chúng tôi lần này nữa thôi. Còn con chị 35 tuổi phải tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình và phải tự đi kiểm tra, đi khám để đánh giá đúng cũng như là điều trị được những cái bệnh mà hiện nay anh ta đang có. Việc đầu tiên là anh ta phải đến bệnh viện chuyên về da liễu. Nếu mà Thái Bình ý thì có điều kiện thì nên đến Hà Nội, lên Hà Nội đến bệnh viện da liễu Trung ương nhá, nằm ở cổng sau của bệnh viện Bạch Mai. Tại sao tôi lại nói chị đến đấy? Bởi vì là con trai đã bị rất là lâu rồi, cần phải đến đấy để xem là hiện tại có không, hoặc là có mắc những cái bệnh gì khác không, cái bệnh người ta gọi là bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục khác không. Đấy, để mà người ta phát hiện ra thì lúc đó người ta mới điều trị được. Ít nhất anh ta phải được khỏi những cái bệnh đó đã. Thế và khi đi thì cả hai vợ chồng cùng phải đi khám, bởi vì có những bệnh nó sẽ lây qua đường quan hệ tình dục mà vợ mắc. Bây giờ vợ có thể chưa có triệu chứng, tức là chưa biểu hiện ra triệu chứng gì, nhưng có thể đã bị lây bệnh rồi và đã có bị mắc bệnh nhưng nó chưa có triệu chứng. Đấy là việc đầu tiên anh ta phải làm như vậy đã nhá. Sau đó thì khi mà điều trị khỏi tất cả các bệnh hiện có thì sẽ phải quay trở lại bệnh viện chuyên về khoa sản, có cái khoa mà hỗ trợ sinh sản, cả hai vợ chồng đều phải được kiểm tra. Đấy, ban nãy chị có nói với anh Thành Văn chắc là con cũng đã được làm xét nghiệm tinh dịch đồ gì đó đúng không? Thế mà xét nghiệm tinh dịch đồ thì có tinh trùng, nhưng mà tinh trùng số lượng thì ít và có thể tinh trùng nó cũng không được khỏe mạnh bình thường, trong khi con dâu thì bình thường, cho nên là nó cũng ảnh hưởng tới việc có thai tự nhiên của con dâu đúng không? Bây giờ chị nói với con trai chị, cả hai vợ chồng nó phải đi hỗ trợ sinh sản. Thái Bình hình như cũng có bệnh viện chuyên về sản nhi đúng không chị? Có. Vâng, đúng rồi ạ, đến đấy cũng có thể được nhá. Và ở đấy các bác sĩ người ta sẽ kiểm tra tổng thể cả hai vợ chồng, sau đó thì yếu ở đoạn nào người ta sẽ hỗ trợ cho mình ở đoạn đấy. Chứ hai vợ chồng này lấy nhau 2 năm mà đời sống tình dục bình thường mà chưa có thai thì cần phải đi được đi kiểm tra lại và phải được hỗ trợ sinh sản chị nhé. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải, xin chào chị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Dạ vâng, em nghe đây ạ. Dạ vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ vâng, em có một chút tư vấn em một chút là nói chung là vợ chồng chỉ có xô xát nên cô ấy bỏ đi 4 lần rồi thì em lại về lần thứ năm rồi muốn gọi điện như thế thì không biết là em giải thích như thế nào để cho cô quay lại. Lấy nhau được lâu chưa? Dạ 7 năm. Thế à, thế là một năm cô ta bỏ đi mấy lần? Dạ không, mới về năm nay từ Tết đến giờ là lần thứ năm. Tức là trong cô chưa được một năm mà đã 5 lần bỏ đi á? Dạ vâng, cứ mỗi lần 3 lần trước thì cứ 2 ngày thì về rồi, xong lại đến một tuần rồi. Lần này thì mùng 3 tháng 9 rồi. Thế là 6 năm trước cô ta không bỏ đi lần nào, chỉ có năm nay là năm thứ 7 thì cô ta mới bắt đầu bỏ đi thôi đúng không? Vâng ạ. Ừ, xô xát về vấn đề gì vậy, đánh nhau à? Không, em thì hôm đấy thì nó nói chung là nó nhiều chuyện, em lại đang ốm đau rồi là em bị nao khớp háng hay nao xương. Em thay rồi nhưng mà yếu không làm được. Nhưng mà em vẫn dần lấy xe nhưng mà em vẫn làm bình thường việc nhà, nhưng mà không, hôm đấy em có cáu một tí thì cô ấy hôm sau cũng bỏ đi không nói gì. Thế lần nào cũng cáu đạp cho phát thì lại gãy thêm khớp háng đấy nhá, đừng có đạp, đánh nhá. Đâu em đặc biệt em không đánh vợ, không đánh lần đầu bởi vì khớp háng mình mới thay mà nhá. Em thay thì nói chung là 28 rồi đó. À thế à, thế lần này là cô ta đang ở đâu? Ở bên công ty. Lên công ty ở à? Lên phòng trọ. À thế là phòng trọ chắc là mấy chị em ở cùng với nhau đúng không? Cái đấy em không biết được, nhưng mà em định vị ra thì cô ấy cách công ty có 6 cây số. Rồi thế là con cái thì thế nào? À nói chung là chúng em đấy đến với nhau thì có, nếu mà còn đấy thì là cháu năm nay được xong tuổi thứ 2 đấy, nhưng mà không biết là cô ấy bị hỏng hay là cô ấy phá em mới chẳng rõ nữa. Thế là tóm lại là hai vợ chồng lấy nhau 7 năm chưa có con đúng không? Chưa, bây giờ chỉ có con của cô ấy, cô dẫn con cô ấy đi mà em có nhiều con em luôn. À tức là cô ta có con riêng trước khi lấy bạn à? Vâng. À lớn chưa, cháu nó lớn chưa? Đâu em cũng có con riêng mà. À thế tức là đổ giá cặp lại à? Dạ vâng. À thế là bạn thì đang nuôi con riêng à?
Em thì nói chung là đang nuôi con của vợ, chứ còn con của em thì cháu lớn rồi, cháu sinh hai nhà hai. Rồi, thế là bây giờ con của cô ý thì cô cũng lôi đi cùng đúng không? Vâng. Bây giờ bạn đang ở mình. Vâng, em nói chung là giờ này em chán nản, chẳng muốn nản. Rồi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em sinh năm 80. 80 là 41 rồi gì nữa, đúng không? Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, chào em. Chào em, chào anh. Sinh năm 80, 41 tuổi. Thằng cu đời vợ trước là có một thằng cu đúng không? Mà, dạ vâng. Mà nói là nó 19 tuổi rồi đúng không? Dạ vâng. Ồ, thế nó ở với ai ban nãy em không phải nuôi, bây giờ nó đi làm được rồi à? À vâng, cháu nó bây giờ đi chợ bà ở một mình, cháu ở với bà. Bà nội. Vâng. Bà nội ở một mình cho nên là con trai thì phải ở với bà nội. Và dạ. Con đi làm hay còn đi học? Dạ, cháu đi làm công nhân được 2 năm rồi. Ôi thế à, học xong xong dạ. Là bố nuôi cho con đi học công nhân. Ừ, à. Thôi thế cũng được, có khi quay đi quay lại lại lấy vợ bây giờ đấy. Rồi mình lại lại thành ông sớm bây giờ đấy. Tuổi em cũng nên hết rồi. Bởi vì là nếu mà không đi học đại học ít ra nó hãm lại được đến 24-25 ra trường đi làm vài năm thì thế. Còn thì ban nãy mình nói là phải nuôi con của vợ, tức là khi mà em lấy cái cô thứ hai này có đăng ký kết hôn không hay là cứ gá nghĩa với nhau vậy thôi, thích thì về ở với nhau? Nói chung đăng ký kết hôn thì có nhưng mà bị thiếu thủ tục cái tờ giấy ở trong quê của cô ấy là chứng nhận chồng của chết, không biết thật hay hư nào mà nên thì không được. Thế là từ đấy tóm lại là không có đăng ký kết hôn. Tóm lại bây giờ là chưa đăng ký. Thế thì về mặt nguyên tắc, về danh nghĩa, về mặt luật pháp là chưa phải là vợ chồng. Thích thì dọn ở với nhau, dỗi thì ra đi, và ra đi thì nếu không về thì coi như cứ thế mà ra đi đấy. Đấy, đấy cho nên là cái mình cứ phải xác định rõ cái bản chất của cái mối quan hệ. Tất nhiên là có thương yêu nhau thì mới thích rồi mới dọn về ở với nhau. Nhưng mà rồi cô ấy thấy rằng là có thể cô không hài lòng về nhiều thứ. Cái chuyện mà cãi rồi xô xát để bỏ đi nó chỉ là cái cớ thôi, nó chỉ là cái giọt nước tràn ly thôi. Có thể là cô nhìn thấy tương lai là mình cũng không làm ra nhiều tiền này, sức khỏe cũng không khỏe lắm này, rồi tính mình cũng không phải thoáng đạn này, rồi cũng kể cả cái chuyện kia em có còn khá không? Bởi vì mình... không, em cái chuyện tình cảm ấy thì thật sự báo cáo anh là em hơi kém. Vâng, đấy tình dục ấy ạ, em hơi kém. Đấy, bởi vì anh cũng nghĩ cái chuyện mà em phải mổ khớp háng các thứ thì cái nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống tình dục. Vậy thì một cái người phụ nữ mà người ta đã đi tái hôn, người ta đã có một đời chồng, bây giờ người ta cũng mong muốn là một cái người khác thì này có sức khỏe này, đời sống kinh tế thì nó cũng phải khấm khá này, thế rồi là cũng tử tế thương yêu cô ấy, thương yêu con cô ấy này, thế rồi về kể cả đời sống tình dục thì nó cũng phải ngon lành. Nhưng có thể là cô ấy ở với em tuy chưa đăng ký vợ chồng nhưng mà gọi là cái sống thử đấy, thấy nó cũng hài lòng lắm. Tiền bạc thì không nhiều, mặc dù em vẫn nói là em vẫn còn đi lái xe vẫn kiếm được, cũng không đến nỗi khó khăn, nhưng mà cũng không phải khá giả gì lắm đúng không? Thế dạ, rồi sức khỏe thì tất nhiên đã mổ rồi nhưng mà cũng phải gượng nhẹ, bởi vì mạnh là nó cũng sẽ ảnh hưởng. Rồi như em nói là đời sống tình dục lại còn kém nữa thì đúng là mình nó có ít cái thứ mà để người phụ nữ người ta cảm thấy mong đợi. Thôi ra như mình đại gia thì nó có hơi ít kém kém về tình dục nhưng mà mình có nhiều tiền, hoặc là ngược lại là tiền thì không có nhưng được cái mình đẹp trai và cái chuyện quan hệ vợ chồng thì rất giỏi chẳng hạn, và rất là khá, vợ chồng rất là hòa hợp, thì tức là có cái gì đó để nó neo giữ người ta lại. Nhưng mà hình như tất cả cái thứ mà cần thiết thì em cũng không có nhiều, cho nên là cái việc mà cô cứ hơi mà dỗi một tí là bỏ ra đi, thì thà rằng đến cơ quan để thuê nhà trọ ở ngoài dắt cả con đi, chứng tỏ rằng là cô ấy thật sự chưa coi cái chỗ nhà mình là một cái nhà, là một cái nơi để mà mình chung sống lâu dài. Chẳng qua là thôi cứ ở để đỡ phải trọ, chứ biết đâu cô cũng có mong muốn là sẽ gặp một đối tượng nào khác hay ho hơn thì sẽ chuyển hướng thì sao, đúng không? Cho nên là việc bây giờ ấy, nếu như cô không về thì em có cần thiết phải gọi cô về không? Có nhắn tin, tức là gọi điện cô cũng nói chuyện, em nói chuyện với con cô ấy. Xong rồi là thì cô bảo là tối em đi làm về em cho anh nói chuyện với con. Vẫn tình cảm và vẫn cứ nhắn tin cho em là anh lúc em không ở gần thì anh cố gắng ăn vào uống rượu thôi. Giữ khỏe. Nhưng mà em bảo bây giờ ví dụ trong cái sự việc mà em ra đi đấy thì anh có lỗi thì em có thể là cho nhau cơ hội làm lại được không, nhưng mà cô không trả lời. Em thôi thì cái này em chẳng biết là như thế nào, và bây giờ mỗi mình anh nghĩ rằng là hoàn cảnh
cảnh của em thì nó đang rất là có vẻ đơn côi và đang có một người phụ nữ ở cùng với mình, dù nó chưa phải là chính tắc chính thức về mặt vợ chồng nhưng mà ít ra mình cảm thấy là ấm áp. Còn bây giờ thì khi mẹ con dắt đi thì mình cũng thấy cô đơn, cũng mong muốn tìm cô về. Nhưng em thật nhìn thật kỹ vào mối quan hệ này nhá. Nếu như cô ấy quay trở về, mình sẽ nói hết sức đàng hoàng thôi. Đây là lần cuối cùng anh muốn nói chuyện. Đấy, bản thân anh đấy, sức khỏe như thế đấy, háng hụt thì khớp khiết như thế, mổ rồi đấy, tiền bạc làm không ra, làm lái xe lúc được lúc mất, rồi bệnh dịch có khi còn xe để một chỗ ấy, không đi làm được. Thế rồi cả cái đời sống tình dục thì nó cũng ảnh hưởng. Nếu em mà muốn gắn bó với anh ấy thì em rất là thiệt thòi đấy. Cho nên em hãy cân nhắc thật kỹ. Nếu đủ thông cảm, đủ để mà gắn bó thì ở lại lâu dài, mà ở lại lâu dài thì phải đi mà đăng ký kết hôn để cho nó thành cái nó không ấy, thì nó phải có cái ràng buộc về mặt pháp lý nhá, chứ không là cứ như nhà trọ, xong thích thì về, không thích thì lại đi, và mình cũng chả làm ăn gì được, chả có cái cớ gì mà để bảo là mấy thành nhà mình cứ suốt ngày đi gọi điện là mời người ta về. Vì anh nghĩ rằng là cái chuyện mà xích mích mà ra đi nó chỉ thể hiện là đấy là một cái giọt nước tràn ly, thật ra trong lòng đã có những cái điều mà nó không thật sự là thấy thỏa mãn lắm rồi. Em thích chấp cái này là tại vì là em với đời chồng trước của vợ em ấy thì là hai anh em chơi với nhau, nằm cùng viện với nhau rồi, và thế là những khi nào lời hứa chỉ là một lời đùa thôi, nhưng mà đấy em hứa với anh ấy xong rồi cả một người nó em chỉ là trong đầu lúc nào cũng nghĩ anh ấy như thế thôi. Còn cô ấy đi ấy, thì là đợt mùng 3/9 vừa rồi ấy, ông cô ấy lần thứ tư là cô ấy về, cô ấy nhắn tin cho em, cô ấy về thì cô ấy thề thốt là em về lần này lần cuối cùng em không đi nữa. Đấy, nhưng mà đợt vừa rồi thì em cũng xây cái công trình sau ấy, của nhà là em cũng có bực một tí, thì là cái nọ xỏ cái kia thì em cũng to tiếng. Thế là xong rồi là cô ấy đêm vẫn lên giường ngủ bình thường, nằm cạnh nhau bình thường nhưng không nói chuyện. Sáng hôm sau cũng thế, trưa hôm sau cô nấu cơm không gọi em dậy ăn. Thì nếu em dậy thì em vẫn thức bộ thôi, ra quán. Xong khi về thì nó là em không thấy đâu nữa, là không thấy dép của con của cô ấy đâu, thì em đầu em nghĩ ngay mà thôi đi rồi. Thôi tất cả cái chuyện đấy nó là cái chuyện tiểu tiết thôi, cơ bản nhất là có đủ tình cảm, có đủ gọi là độ lượng để mà ở lại với nhau hay không. Còn kể cả lời hứa của em khi nằm viện cùng với chồng cô ấy rằng thôi anh cứ yên lòng mà ra đi, đúng không, em sẽ là cái người mà thay anh để mà chăm sóc cháu, đúng không, em thề kiểu như vậy, đúng không. Thế và sau đấy thì anh kia anh mất thì em cũng đón mẹ con cô và cũng hứa là chăm sóc con. Cái đấy rất là tốt, thể hiện rằng em là một người trọng lời hứa, nhưng mà nó phải căn cứ vào thực tế. Nếu như mình cũng sẵn lòng như vậy nhưng mà người ta không thấy vui, người ta không thấy chỗ đây là cái bến đỗ thì mình cũng không cần thiết phải nài ép quá nhiều nhá. Nói chuyện thật sự đàng hoàng với nhau. Nếu như đã cam kết là gắn bó thì phải đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Hy vọng là bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn lúc này của mình. Các bạn thân mến, 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ sáng Chủ nhật tuần sau trên hệ VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc qua số điện thoại 24/7 là 0243 826 2625.